Ở trong Thánh Pháp khi chúng ta đề cập đến chỗ này thì nó rõ ràng lắm, thưa quý vị. Như để chúng ta khỏi nhầm tưởng, bởi vì trong Bát Chánh Đạo và ở trong siêu thế thì tám chi đó là nó hiện khởi đồng loạt trong một sát na tâm đạo, và cái chức năng của nó là để sát trừ phiền não thôi. Bây giờ thì xin mời cô Lâm Trọng Nghiệp đọc cho bài học, và sau đó xin cùng thỉnh và thượng giác đẳng giảng cho ý nghĩa bài học này. Nam mô Phật Thầy nha. Sát thủ lãnh thầy chúng hồng kính triền của thỉnh thầy siêu. Và bây giờ con xin được đọc phần chánh văn bài học hôm nay. Và hôm nay của pháp cơ bản bài 31 đạo đế tiếp theo phần chánh tư duy. Chánh tư duy là ý hướng hiền thiện trong suy nghĩ. Tâm thức với tập tánh cố hữu của chúng sanh luôn hướng đến cái gì đó. Ba tư duy được xem là đưa chúng sanh vào hệ lụy, là dục tư duy hay ý hướng đi tìm những thứ thỏa mãn thị hiếu. Sân tư duy là ý hướng tập chú vào sự bất bình, bực tức. Hại tư duy là ý hướng gây phiền lụy, khổ đau cho chúng sanh do hiềm hận. Những ý hướng này luôn tồn tại hằng trong tâm tư chúng sanh, trở thành tập tánh nhiều lâu đời. Tuy vậy, không phải là không có cách quán chuyển. Để quân tu chánh tư duy, không phải chỉ nói không, mà cần tích cực quân tu pháp đối trị. Ba pháp tích cực tạo nên chánh tư duy là A. Ly tham tư duy hay ý hướng buông xả, là thường xuyên ý thức về nguy hiểm nhiều hơn vị ngọt đối với sự dính mắc. Đây chính là một trong những điểm tế nhị của người tu tập so với quan điểm thường tình. Có thể ví dụ như có rất nhiều người ghiền nước ngọt phải mất một thời gian dài thay đổi để thực sự thoải mái với thức uống không đường. B. Ly sân tư duy là ý hướng thân thiện, từ mẫn. Đây là trạng thái của tâm từ. Thay vì soi mói, kìm lỗi hay bất mãn điều này điều kia, thì hàm dưỡng tâm hòa ái, luôn mong mỏi muôn loài được an lành. C. Ly hận tư duy là ý hướng cảm thông bi mẫn. Đây là trạng thái của tâm bi. Tâm bi mẫn là sự cảm thông đủ sức hóa giải những gút mắc quán hận, thù nghịch. Tâm bi mẫn mong chúng sanh thoát khổ, đương nhiên không mong ai bị khổ. Khi ba chánh tư duy kể trên được tu tập thuần thục, sẽ cảm nhận được nội tâm nhẹ nhàng, ít bị chi phối, và ở trong trạng thái sẵn sàng cho những thiện pháp sanh khởi và tăng trưởng. Từ khu chánh đẳng biên soạn. Bạc Lý còn tiếp. Giờ thì con xin được đọc bằng thỉnh pháp sư. Hỏi Đức Phật viên thành chánh giác, cẩm đạo màu diệu pháp cao tâm. Phân dân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh. Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mãn túc khai qua. Mong ngày chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đóa vương cao, đóa lã mặt hồ, đóa còn tận đáy bùn nhơ. Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau, vì bi mẫn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền tự cứu khổ quần mê. Chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phạm thiên vẫn vi trần phụ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời. Pháp vương im lặng nhận lời, về vườn lộc giả vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tự thành, tùy khéo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trống pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường. Giải dầu nắng gió tuyết sương, hoằng khai giáo pháp mở đường độ sinh. Bởi cớ tích sự tình ngày trước, tại phạm thiên mãi được tán dương. Kính thành dân cúng hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp noi đường từ bi. Hằng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan.
Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc, sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Chúng con cung tỉnh Hòa Thượng Giáo Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Kính thưa Truyền Hòa Thượng Giáo Sư, cảm ơn cô lắng nghe mình. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Hòa Thượng Giáo Sư, đại lễ Chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói về một chi phần trong tám chi phần của Bát Chánh Đạo, tức là Đạo Đế, đó là chánh tư duy. Chữ tư duy được hiểu rất là nhiều nghĩa ở trong thế giới hôm nay. Và quý vị quan hệ chờ chút một chút. Thưa quý vị, chữ tư duy ngày nay chúng ta hiểu rất là nhiều cách, và vì vậy đó chúng ta nên có cái định nghĩa rõ ràng về chữ Sankappa ở trong tiếng Phạn, và cũng như định nghĩa chữ tư duy. Tư duy là sự suy nghĩ, sự suy nghĩ, nhưng mà sự suy nghĩ ở đây không phải là một cách suy luận, mà suy tư ở đây, tư duy ở đây là cái ý hướng. Ngày hôm nay thưa quý vị, ở trong tiếng Việt, khi mà người ta dùng chữ tư duy đó, họ còn hiểu với một cái nghĩa, đó là một cái cách sống, một cách suy nghĩ văn minh, như là tư duy văn minh chẳng hạn. Tư duy văn minh là một cách suy nghĩ tương đối là có học thức, có hiểu biết, gọi là tư duy văn minh. Cái chữ tư duy đó nó không nằm ở trong cái chữ chúng ta gọi Sankappa ở đây. Để hiểu cái chữ tư duy trong Phật pháp hiểu rõ đó, thì chúng ta nên liên tưởng đến một chữ khác mà ở trong kinh dùng, đó là chữ Vitaka. Chúng ta thường dịch là tâm hay là sự hướng tâm, và ở đây chúng ta dùng cái chữ ý hướng. Chữ ý hướng hay là chữ hướng tâm ở tại đây đó, mình nên hiểu nó như vậy là tâm tư của chúng ta thường mình nói rằng trống rãi, hay là tâm của chúng ta thanh thản, thì dường như là nó không có cái gì để suy nghĩ, không có cái gì để hướng tới. Nhưng mà kỳ thật thưa quý vị, lúc mà chúng ta thức một ngày mới bắt đầu, thì chúng ta để ý là tâm của chúng ta luôn có cái ý hướng nghĩ đến chuyện gì đó. Đây là điều mà rất tự nhiên của cuộc sống, nhưng mà chúng ta gọi là Sankappa, tư duy, hay là chúng ta gọi là Vitaka, là tâm. Ở trong tiếng Anh ấy, thì họ có nhiều cái chữ để nói về sự suy nghĩ, ví dụ như chữ speculation là suy nghĩ, nhưng mà ở trong tiếng Anh khi mà nói rằng chánh tư duy thì họ dịch là right intention. Right intention tức là một cái ý hướng đúng, một ý hướng đúng. Thì bây giờ để hiểu về chánh tư duy thì chúng ta cần nói đến tà tư duy đó. Đây là một cái trường hợp rất là thú vị, là bởi vì sau khi chúng ta nói tà tư duy đó, thì cái ý hướng ngược lại thì nó mới tạo ra cái mà chúng ta gọi là chánh tư duy. Tà tư duy đó là gì? Tại tư duy đó là, thứ nhất á, là cái ý hướng nghĩ đến cái gì đó mà
gọi là để hưởng dục, để thỏa mãn thị hiếu, để làm cho mình vừa lòng. Trong cuộc sống này, cái bình thường mà chúng ta thường nghĩ là làm sao để chúng ta có được những thứ như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị con xúc lạc. Và ngay cả chúng ta nói một việc là nếu mình nghĩ về một người nào đó, như người nam nghĩ về người nữ nghĩ về người nam, hay là nghĩ một đối tượng khác phái, hoặc giả là nghĩ đến một cái đối tượng về người này mà nghĩ với dục vọng, với lòng dục, thì cái đó cũng là dục tư duy. Thì thưa quý vị, chúng ta có cái thị hiếu là ham muốn dục lạc. Và nếu mình luôn luôn trong cách suy nghĩ, ở trong cái ý hướng đời sống hàng ngày để truy tìm, mà chúng ta không khéo đó, thì chúng ta không nhận ra được là mình luôn luôn bị lôi kéo vì những điều gì mà mình thích. Lấy ví dụ như là mình đang ở trong nhà, bỗng nhiên mình muốn ra được, thì nếu mà mình có tu tập tứ niệm xứ, mình sẽ tự hỏi rằng mình đang có ý muốn ra ngoài tìm cái gì, tìm cái gì để mua, tìm cái gì để ăn, gặp một người nào đó mình thích, vân vân. Dục tư duy là một cái gì đó nó trở thành một tập tánh của chúng sanh trong cuộc đời, là chúng ta luôn luôn để hướng tâm về cái gì đó mà tìm ra cái cho mình được vui, được thích, được thỏa mãn, được cảm thấy rằng mình thích thú. Không có cái này tự nhiên con người cảm thấy rất là vô vị. Những cái dục tư duy này nó đến với chúng ta ở trong rất là nhiều hình thái. Tại sao mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta là nên sống để đừng có thỏa mãn thị hiếu? Bởi vì thị hiếu nó vốn dĩ chỉ là thị hiếu. Và khi mà chúng ta có được cái sở dục, có cái thị hiếu rồi đó, thì nó giống như là một người bị ngứa mà tìm cách luôn luôn gãi đi đã ngứa vậy đó. Thì cái tâm mà gọi là dục vọng hay là sự ham muốn đó, nó tạo thành một cái nếp trong cách suy nghĩ. Bây giờ quý Phật tử lên trên YouTube hay là trên Facebook, nhiều khi mình cũng biết làm cái gì, mình lên trên đó, nhưng mà rõ ràng một điều là có một giây phút nào đó mình tìm được một cái gì mình ưa thích ở trên đó, thì mình sẽ tiếp tục sục sạo. Dạ, tiếp tục sục sạo, tiếp tục tìm kiếm. Cái sục sạo tìm kiếm đó chúng ta gọi là dục tư duy, là tìm cái gì đó để vui, để thỏa mãn. Và một cái ý hướng khác, cái ý hướng này gọi là sân tư duy. Sân tư duy tức là mình mới nghe, ủa, mình đi tìm cái mình thích chứ mắc mới gì tìm cái không thích. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng nó có một cái khuynh hướng đối lập lại với dục tư duy. Chúng ta gọi là cái khuynh hướng soi mói, tìm lỗi. Nếu quý Phật tử để ý thấy có những người đó, khi họ nói về người khác đó, thì họ luôn luôn tìm cách nói những điều rất là xấu. Như là một người theo đảng này, họ nói xấu về đảng kia, hay cá nhân này nói xấu cá nhân khác, hay là một người nói xấu về hàng xóm. Cái sự soi mói tìm lỗi đó, nó lâu ngày nó cũng trở thành một cái nếp. Và cái nếp này khiến cho người ta cảm thấy rất là thích thú để phê bình, chỉ trích. Chúng tôi dùng cái chữ phê bình ở đây đó là nên để ý chữ phê bình này không phải là cái phê bình thông thường. Giả sử như bây giờ mình thấy một cái cây, người ta hỏi mình cái cây này đẹp không, thì mình nói dạ, nó tuy là cái màu nó đẹp nhưng cái dáng nó không đẹp. Thì cái phê bình đó không phải là điều mà chúng tôi muốn nói tại đây. Phê bình ở đây là mình nói theo tiếng Anh gọi là being critical. Being critical là một người luôn luôn muốn tìm cách phê phán, đổ phê phán. Theo chủ nghĩa phê phán là bây giờ chúng ta cũng đặt ra vấn đề là người này thế này, người kia thế kia. Quý vị thấy là có bao nhiêu người trong cuộc sống của họ đó
ít bây giờ họ ngồi họ nhìn vào hơi thở, ít bây giờ họ đọc quyển sách hay, ít bây giờ họ cảm kích người khác, mà luôn luôn phê phán hết người này tới người khác. Chúng tôi ngay cả sống trong chùa với các vị tu sĩ đó, thì một số các vị bị cái bệnh là không có một việc gì mà gọi là khoan hỷ, không có việc gì gọi là an lạc, không bị gì tốt đẹp để làm hơn là ngồi đó để mà phê bình người này và người khác. Thì cái soi mói, cái chỉ trích nó là nhẹ, nhưng mà nó đi một cái mức độ đậm đặc hơn á, thì chúng ta gọi là chúng ta gọi là tìm lỗi ở người. Dạ, tìm lỗi ở người là một cái bệnh rất lớn trong chúng ta. Thì cái bệnh tìm lỗi đó, nó là một cái hiện tướng rõ rệt nhất mà chúng ta gọi là sân tư duy. Tại sao người ta có điểm tốt và điểm xấu mà mình không nói về điểm tốt mà luôn luôn nói về điểm xấu? Và người ta nói rằng nếu mà mình cứ quyết để bắt tội đó, thì mình nói bằng tới bằng lui thì ai cũng có điều để bắt tội được hết. Thì quý vị để ý một điều rằng khi nào mà mình không vui về người nào, không vui về A, không vui về B, mình thích cái này thích cái kia đó, thì tự nhiên mình nghiêng hẳn về cái người mà mình không thích, để mà mình lúc nào cũng nói xấu về người đó. Dạ. Nói xấu rất rồi mà người đó không còn cái gì để mà giờ quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Thưa quý vị, chúng ta sinh ra một cái thói quen là mình hay phê phán, và cái sự phê phán này nó lâu ngày nó tạo cho chúng ta có một cái nhân sinh quan rất là tiêu cực về cuộc sống. Dạ, tiêu cực. Một chi thật thì nếu chúng ta để cho kỹ, không hẳn là người nào mình thương, không hẳn là người nào mình quý, không hẳn người nào mình thân cận là tốt, chính bản thân của chúng ta cũng tốt hoàn toàn. Nhưng một khi mà mình phê phán, có đôi lúc mình có cảm thấy giống mình là ông thánh và người khác là phàm phu, có nhiều cái khiếm khuyết. Hay là khi mà mình thương một người nào thì mình khen tận mây xanh mà mình ghét đó, mình chê không còn cái gì hết. Giống như người đó hoàn toàn là một người xấu. Vậy ở đó chúng ta thấy rằng tìm lỗi đó là một cái bệnh. Nếu mà chúng ta nói vào một cái công tâm á, thì trong đời này ai cũng có cái xấu và cái tốt, ưu điểm và khuyết điểm. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là Đức Phật Ngài có dạy rằng nói nhiều cũng bị chê, mà nói ít cũng bị chê. Ở trên đời không ai không bị chê. Bây giờ cái người nói ít á, thì thật sự nó quá tốt người nói ít. Nhưng mà rồi chúng tôi cũng phải nhìn nhận rằng đôi khi người ta cần nói mà không nói. Có đôi lúc chúng tôi nghe có người nào đó họ bực mình, nói cái người đó nói nhiều quá. Nhưng mà rồi cũng người đó phê bình ai đó nói ít quá. Thì nói bao nhiêu gọi là nhiều, nói bao nhiêu gọi là ít. Thì nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ, thì nó không có tiêu chuẩn gì hết. Tại vì mình thích phê phán người ta thôi. cái tâm đó chúng ta gọi là sân tư duy, tức là luôn luôn đi tìm lỗi, luôn luôn nhìn một cách tiêu cực, nhìn một cách để chỉ là sân tư duy. Và một cái ý hướng thứ ba mà chúng ta đề cập gọi là tà tư duy đó, nó gọi là hận tư duy, tức là cái tâm thù oán, thù nghịch. Cái thù này đó, nó là một cái cường độ mạnh hơn là cái sân tư duy. Sân tư duy chỉ là không thích, chỉ trích, tìm lỗi một cái chung chung. Như hận tư duy là một cái tâm, một cái lòng khó chịu mà đã lên men rồi. Dạ, yeah, nó là lên men. Quý vị thấy trong đời này, nhiều khi người ta theo một cái tôn giáo này, mình theo thì mình cứ theo, chứ không nhất thiết phải thù tôn giáo khác. Nhưng mà họ theo tôn giáo, họ thù tôn giáo khác. Hay là người ta theo chủ nghĩa, ta theo chủ nghĩa tư bản thì họ ghét cộng sản thì thù tư bản, hay là chủ nghĩa tư bản thù chủ nghĩa xã hội thù chủ nghĩa tư bản, hoặc là cái người địa phương này
người Bắc không ưa người Nam, người Trung không ưa người Nam, người Bắc, ví dụ như vậy đó. Thì cái không ưa nó chỉ là mới có ở mức độ, nhưng mà chúng ta gặp rất nhiều trường hợp là trong đó có sự căm ghét, có cái sự căm thù. Căm ghét căm thù là gì? Là nếu mình tiêu diệt được thì tiêu diệt người đó, và nếu mình có thể tạo cho người đó những cái tai ương hoạn nạn thì mình sẵn sàng. Và một khi mình nghe người đó bị những cái này cái kia mà gọi là bị họa, bị tai họa đó, thì mình cảm thấy vui sướng. Thì cái đó nó đạt đến cái chỗ mà mình gọi là hiềm hận, tiêu gọi là hận thù. Và cái hiềm hận hận thù đó, thưa quý vị, nó cũng là một cái khuynh hướng ăn sâu, và nó tạo nên một cái ý hướng lớn ở trong lòng của chúng sinh. Thì chúng ta đã nói về ba thứ tư duy gọi là tà tư duy, đó là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Dục tư duy tức là cái ý hướng đi tìm cái gì gọi là mình để thỏa mãn cái dục. Sân tư duy là cái ý hướng đi tìm những cái gì đó để mình chỉ trích, phê bình, để bày tỏ sự bực bội, ví dụ tìm lỗi người khác. Và hận tư duy tức là một cái tính cách là muốn gây hại, gây khổ cho người khác để mình thỏa mãn cái hiềm hận của mình. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng ba cái tư duy đó nó chỉ có ở người xấu, đừng nghĩ như vậy nhé. Ba tư duy đó nó có mặt trong tất cả chúng ta, hoặc ít hoặc nhiều, hoặc thô hoặc tế. Và người bắt đầu biết tu, nhất là mình tu tu thiền hay là trong đời sống tu tập hàng ngày, thì chúng ta phải để ý về điểm này. Dạ, phải để ý là vì cái tâm thức của chúng ta nó thường thường nó hay lọt vào những tư duy đó, và những tư duy đó, những cái ý hướng đó nó chi phối đời sống hàng ngày của mình. Ví dụ như buổi sáng thức dậy thì từng gì ăn trong con mở vào mạng nhạc, hay mà nghe đi ra bên ngoài đi mua sắm cái gì mà mình thích, hay là mình làm cái gì, gọi điện thoại bạn bè đến tụ họp để vui vẻ, thì cái đó chúng ta gọi là dục tư duy. Và khi đụng đến cái sân tư duy đó thì chúng ta thấy rằng đời sống này mình hay bực bội, ngay cả với nắng sớm mưa chiều chúng ta hay bực bội, rồi chỉ trích những cái ứng cử viên ra tranh cử, hay là với cái tình hình thế giới chúng ta theo bên Nga chống Ukraine, theo Ukraine sống Nga, rồi tới hận tư duy. Và hận tư duy tức là cái tâm hận thù, chúng ta trở nên thù ghét với tổ chức này, tổ chức khác, tôn giáo này, tôn giáo khác, cá nhân này, cá nhân khác. Đối với phần đông thì những cái gọi là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy đó là bình thường. Mình là con người thì chuyện đó nó làm sao tránh được, mình phải có thôi. Tuy nhiên, với một người có tu tập thì ý thức rằng những điều này đó nó có một cái phương hại lớn, nó chi phối chúng ta và nó ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Chúng tôi có nói nhiều lần là ông Joseph Goldstein, ông là một người tu thiền Vipassana và cũng là người sáng lập cái tổ chức IMS đi dạy thiền. Thì ông có viết một quyển sách đó, ông đề cập là có một lần ông đang hành thiền ở bên Ấn Độ, trong trường thiền nghề Goenka, tự nhiên ông lại nghĩ đến một miếng bánh mì cát bơ, bánh mì nướng mà cát bơ. Thì thưa quý vị, điều này đó ở trong túi có tiền mà, mình chỉ cần rời khỏi tiền viện ra bên ngoài đến một cái nhà hàng tương đối là mình thích, sang trọng, là mình có thể ăn thỏa mãn bánh mì nướng cát bơ. Nhưng mà lúc đó tự nhiên ông lại nhớ cái chánh niệm, ông nhớ chánh niệm và ông bắt đầu ông nhìn vào cái ý muốn đó, thì cũng phải mất ít thời gian để ông trở lại trạng thái bình thường. Chúng ta là vậy trong cuộc sống, thưa quý vị. Có những thứ mà mình nghĩ rằng nó không có hề gì, nhưng đến lúc nào đó nó sẽ trở thành một cái sự chi phối, nó khiến cho chúng ta trở nên bị phiền, bị ngăn ngại trong sự tu tập của mình, và khiến tâm của chúng ta bị vẩn đục, tâm của chúng ta không có sẵn sàng để cho những cái thiện pháp, để cho tuệ giác sanh khởi. Để có thể
để có thể nói đối trị cái tà tư duy đó, thì chúng ta nên biết về chánh tư duy. À, chúng ta biết về chánh tư duy. Trong cái gọi là chánh tư duy đó, thì mình nên hiểu một điều là mình phải biết cái pháp nào tu tập mà khả dĩ nó có thể đối trị lại với cái tà tư duy. Và về điểm này đó, với một cái người mà có tu tập thì sẽ nhận ra rằng nó phải dựa vào rất nhiều ở cái cá tính của mình, và mình tìm ra một phương pháp thích hợp. Nhưng mà trước nhất thì chúng ta nói về ba cái chánh tư duy. Cái chánh tư duy đầu tiên gọi là ly dục hay là ly tham tư duy, tức là cái ý hướng mà nó nghiêng về ly dục, ly tham. Và cái ý hướng này đó được hiểu như vậy là một cái thái độ buông xả, một cái thái độ không có chiều theo thị dục, một cái thái độ biết no, biết nói không đối với thị dục của mình. Mình muốn cái đó lắm, dạ mình muốn cái đó lắm, nhưng mà đôi khi mình tập rồi mình nói không, muốn lộ chuyện mà không có chiều đó. Và như ở trong kinh chúng ta nói rằng có những người mà luôn luôn đi tìm cái gọi là hảo tướng, mỹ tướng, hay là những cái thỏa mãn thể dục như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạnh. Và có những lúc nào đó chúng ta phải thấy được cái nguy hiểm của nó. Chúng tôi có ghi một cái thí dụ ở trong này, mà cái thí dụ này nó trở thành một điểm mà rất là dễ nhận ra trong thế giới hôm nay. Đó là chúng ta bị cái bệnh là bệnh nghiền. Dạ, nghiền tức là mình nghiền một cái gì đó, mà có cái đó thì mình cảm thấy vui, có cái đó mình cảm thấy thỏa mãn, không có thì mình cảm thấy trống vắng, không có mình cảm thấy khó chịu, không có mình cảm thấy nó làm sao á. Thì thưa quý vị, có những cái chứng nghiền mà chúng ta không có tưởng tượng ra, ở trong đó có cái nghiền gọi là nghiền đường. Dạ, đường là một cái vị mà có nhiều người rất là thích. Ngày xưa thưa quý vị, bên Âu Châu á, có thời gian mà họ nghèo, họ thiếu hai thứ, vì đó là muối và đường. Thì muối đó là bị đóng thuế siêu cao, thế nặng lên tới núi. Và đường á là nhiều quốc gia Âu Châu đó họ không trồng được mía, tại vì họ phải nhập cảng mía từ những vùng như là ở bên Úc hay là ở Mỹ, thì họ nhập cảng từ Cuba hay là vùng Nam Mỹ lên đường. Và do vậy người Mỹ đó, quý vị, thời xưa đó là họ có một cái khuynh hướng là chỉ có những nhà giàu mới ăn ngọt được, và nhà nghèo thì ăn chút chút thôi chứ không ăn ngọt được nhiều. Nên chi ăn ngọt đó là dấu hiệu của giàu có, nhưng mà người ta có nghiền. Thành ra quý vị nào qua Mỹ á, đôi khi quý vị thấy bánh bên Mỹ rất là ngọt, nó là một cái di sản của cái thời kỳ mà người ta tin rằng ăn ngọt đó là biểu hiện cho cái sự giàu có. Và đồng thời khi mà chúng ta quen cơ thể quen ngọt rồi đó, mình ăn cái gì mà nó ít ngọt thì mình không cảm thấy rằng ngon. Mà chúng ta nói đến thập niên 60-70, quý vị nào ở Việt Nam, chúng ta làm quý vị nhớ rằng nếu chúng ta đi ngang những cái đống rác mà của Mỹ á, hồi xưa chúng ta có dùng cái gọi là sở Mỹ, đống rác của sở Mỹ đó, thì chúng ta thấy những đống rác đó có rất nhiều lon nước soft drink như Coca-Cola, Pepsi-Cola, Dr. Pepper, những đống rác đó họ để rất là nhiều. Mà thời đó là cái thời mà quân đội của Mỹ á, họ tiêu thụ một số lượng rất lớn nước ngọt mỗi ngày, gọi soft drink. Hay là quý vị ở Canada, Anh Quốc đã gọi soft drink, họ là pop drink, tức là nước ngọt có ga đó. Và cái nước ngọt có ga như Coca-Cola đã là một tạo nên những cái hiện tượng toàn cầu. Và khi người ơi thích uống là nước ngọt này. Thì thưa quý vị, khi mà người ta nghiền, và cả cái xu thế của xã hội phần đông á là uống nước ngọt, thì nó phải mất lâu lắm khi mà nó có hiện tượng là có quá nhiều người bị nhiễm đường, và rồi dẫn đến bị tiểu đường. Và đường á
nó trở thành cái gì có hại cho sức khỏe về nhiều thứ. Và bây giờ chúng ta đi vào một cái giai đoạn mới, giai đoạn đó là giai đoạn mà chúng tôi đang nói ở tại Mỹ đi. Ở Việt Nam thì chúng tôi không biết, ở nơi khác không biết, nhưng mà ở Mỹ đây thì nếu mà quý vị thấy Phật tử đi chùa đó, giờ Phật tử đi chùa ở đây mà quý vị hỏi là quý vị uống nước gì thì phần đông người ta uống nước chai, nước lạnh thôi. Chúng tôi nhớ là khi mà chúng tôi đến trại nạn đó, và nếu người ta hỏi uống gì mà mình có sự lựa chọn giữa một cái lon Coca-Cola và một chai nước lạnh đó, chai nước drinking water, thì có lẽ là mình chọn lon Coca-Cola, tại nước lạnh đâu có gì được ngon đâu. Nhưng mà bây giờ quý vị, phần đông mình chúng tôi biết phần tử ít có ai mà thích uống nước ngọt đó. Và ở tại Mỹ bây giờ đó, đối với phần đông đó, ngày lễ hay là sinh hoạt bình thường, dù người ta có tiền, người ta cũng không có mua nước ngọt chắc ở trên bàn giống như chúng ta thấy ngày xưa ở Việt Nam đâu. Người ta không uống nước ngọt, mà uống tốt hết là uống gì, uống nước ngọt hay uống nước lạnh, drinking water, hay là uống trà. Người ta vẫn còn cà phê, nhưng mà vẫn còn nhiều, thậm chí cà phê không đường nữa. Thì chúng ta sẽ thấy một điểm như vậy là từ cái nghiền đối với cái nước ngọt á, người ta chuyển qua uống cái nước không ngọt. Dạ, uống nước không ngọt. Nó khởi sự từ một cái lý do là họ nhận thức sâu sắc cái hại của cái vị ngọt. Dạ, ngọt là luôn luôn có nhiều calorie. Dạ, ví dụ như là một cái lon Coca-Cola nó có thể 33%, hay có cái lon nó 47% đường. Thì mình thấy rõ ràng một điều rằng cái lượng đường đó vào một ngày uống hai ba lon nước ngọt thì có vấn đề. Chúng tôi thực sự ngày xưa đó cũng có lúc uống nước ngọt cũng hơi nhiều, và đặc biệt chư tăng Thái Lan buổi chiều uống nước ngọt hơi nhiều. Bây giờ cả nước Thái thì họ kêu gọi chư tăng đừng uống nước ngọt nữa, dạ, buổi chiều nước ngọt nhiều quá bị tiểu đường nhiều. Thì ở đây quý vị, khi mà chúng ta muốn tu tập gọi là chánh tư duy, mà trong cái gọi là ly tham tư duy đó, thì chúng ta phải có cái nhìn vào một sự nguy hiểm. Và cái nguy hiểm gọi là Đức Phật ngài dạy rằng các cái dục lạc thì có vị ngọt ha, các vị ngọt có sự nguy hiểm và cũng có sự xuất ly. Dạ, vị ngọt là cái gì làm cho mình thích, nhưng mà sự nguy hiểm là nhiều, và mình phải có cách để mình rời bỏ đó. Rằng một cái người mà người nào sống mà không chạy theo cái thị dục, dạ, khéo phòng hộ các căn ăn uống có tiết độ biến nhắc, không biến nhắc đến cần á, thì người đó không có bị ma, tức là không có bị cái sự cám dỗ giống như là thạch sơn, giống như là núi đá mà trước gió vậy đó. Thì Đức Phật này dạy chúng ta, và đây là một điểm rất là quan trọng trong con đường chuyển hóa. Dạ, trong con đường chuyển hóa, một khi mà chúng ta chịu tuân theo một số kỷ luật, một khi mà chúng ta có cái lý tưởng cao quý, một khi mà mình có thể nhận ra cái hạnh phúc ở trong chánh niệm, hạnh phúc trong cái ở đời sống, như là nếm được cái hương vị của pháp chẳng hạn, thì dần dà chúng ta sẽ giảm thiểu đi cái nghiền đối với cái vị ngọt của dục lạc, và chúng ta thành tựu được cái gọi là ly tham tư duy. Về điểm này thì rất là khó để cho một người bình thường cảm nhận được, nhưng mà thưa quý vị, có một thứ hạnh phúc của sự buông xả, hạnh phúc của sự khước từ, hạnh phúc của cái không có dính mắc. Con người mình thì ai cũng nghĩ rằng mình có được cái này, mình dính mắc cái kia là hạnh phúc. Nhưng mà rồi nếu mà mình sống có cái sự trưởng thành, đời sống nội tâm đó, thì mình thấy rằng một lúc nào đó mình bỏ đó là hạnh phúc, mình buông xả là hạnh phúc, mình không dính mắc là hạnh phúc. Cũng như mình đi ra một khu rừng mà ít có vướng vấp, đi khu rừng mà mình trở ra mà không có bị kẹt á, thì đó là hạnh phúc. Còn mình đi vô khu rừng bị vướng vấp, bị dính mắc, đâu có hạnh phúc. Thì tương tự như vậy, và một ngày nào đó khi một người mà cảm nhận được cái hạnh phúc chân thực của sự buông xả, cái hạnh phúc chân thực của cái mà chúng ta gọi là ly dục đó, thì chúng ta sẽ không có tự mình luôn luôn lao đầu vào những cái mình nghiền, mình nghiện như vậy. Bây giờ chúng ta bước qua một cái chánh tư duy thứ hai gọi là ly sân tư duy. Ly sân là chúng ta nói một cách gọi là đối ngược lại với cái gọi là
gọi là sân tư duy, tức là mình sống bằng cái tâm mát mẻ, dạ, tâm mát mẻ, không có cái tâm tìm lỗi, không có tâm phê phán, không có tâm tiêu cực, dạ, tiêu cực nhìn cái này cái kia. Thì cái ly sân tư duy đó, nếu mà mình nói cho rõ như trong bài tương thuyết, đó là trạng thái của tâm tư. Tâm tư là một cái tâm mát mẻ. Ví dụ như là chúng ta ra ngoài đường gặp người Nam cũng như người Bắc, người Trung ở địa phương nào cũng vậy, gặp người Việt hay người Quốc, gặp Mỹ trắng hay Mỹ đen, thì chúng ta đều có thái độ thân thiện, thì mình hạnh phúc được bao nhiêu. Nhưng mà nếu mình ra đường và mình có cái ống kỳ thị, phân biệt, gặp người này mà không thích, gặp người kia không thích, thì điều đó, đó nó làm cho chúng ta sống bằng cái tâm phiền não và cái tâm khó chịu, do cái gọi là cái sân tư duy, tại vì chúng ta thiếu tâm từ. Vì vậy tâm từ được định nghĩa là tâm mát mẻ, tâm từ được định nghĩa là tâm hòa ái, tâm từ được nghĩa là cái sự thân thiện. Và sự thân thiện hòa ái đó, quý vị tưởng tượng là bây giờ mình gặp con, gặp người hay gặp con vật hay gặp chúng sinh khác đó, mà mình có cái tâm nhẹ nhàng mát mẻ đó, thì nó cho chúng ta thế giới khác. Thì là sự tu tập tâm từ đó. Đó, tu tập tâm từ chính là mình quân tu cái đức tính gọi là ly sân, dạ, ly sân tư duy. Mỗi buổi sáng mình thức dậy, thay vì mình ngồi mình mở email ra đọc, là mở Facebook để đọc tin tức thời sự, đến phút buổi sáng mình chị nguyện cho tất cả chúng sinh được an lạc. Chúng ta hãy khởi đầu một ngày mới và trước khi đi ngủ buổi tối bằng một cái tâm thái là không có nuôi bất cứ một cái hận thù, bực bội, khó chăn, khó chịu với bất kỳ ai, và chỉ mong một người được ăn là hạnh phúc. Ban đầu thì mình làm có tất cách là hơi gượng gạo, hơi biến tượng, nhưng mà tại vì mình tu là mình biết chính mình đâu có ai đâu, mình làm lâu ngày thói quen. Và trước khi đi ngủ hay thức dậy, mong cho tất cả chúng sinh được ăn là. Thưa quý vị, nhớ rằng nhiều khi mình đọc câu Đức Phật dạy đó, là Đức Phật nói là trong một khẩy móng tay thôi, một khẩy móng tay cứ mà chúng ta gửi, chúng ta khởi sanh được cái tâm từ đối với tất cả chúng sanh, tâm từ thật sự đó, Đức Phật ngày dạy rằng nó cũng có nhiều nhiều lời lạc cho chúng ta được. Thành ra nó chỉ một bốn tay thôi, thà huống chi 5-7 phút, thà huống chi là cả giờ hay chỉ cả ngày. Rồi nếu mình chúng ta sống một ngày mà mình không có cao có, không có tiêu cực, không chỉ trích, mà mong muốn là chúng sanh an lạc, thì chúng ta sẽ tìm thấy một cái niềm hạnh phúc, tìm thấy một cái đời sống rất là tích cực. Dạ, tâm từ nó khác với tâm sân, là tâm sân là luôn luôn cho chúng ta cái nhìn tiêu cực, và tâm từ cho chúng ta cái nhìn tích cực về cuộc sống. Tích cực ở đây không phải là mình lạc quan biếu, không phải là mình nghĩ quá cái gì tốt đẹp hết. Tích cực ở đây là mình không soi mói, không đi phê phán, không đi tìm lỗi người, mình chỉ mong tất cả chúng người an lạc. Cái đó gọi là tích cực giúp đỡ Phật. Và cái tích cực này nó khiến như tâm từ của chúng ta rất là nhẹ nhàng. Và thưa quý vị, cái chánh tư duy thứ ba mà chúng ta gọi là ly hại tư duy hay là bất hại tư duy cũng được, mà chúng ta gọi là ly dục ly sân thì chúng ta gọi là ly hại. Thật ra cái ly hại tư duy này đó, nói một cách ngược lại đó là tu tập tâm bi. Là tâm bi mà tâm bi là tâm biết rung động, biết cảm thông nỗi đau chúng sinh khác. Chúng ta không mong ai khổ, và chúng ta không mong ai khổ. Nhớ như vậy đó là do cái sự thù oán của mình đối với người khác đó. Mình mong cho người đó bị những cái điều tai ương hoạn nạn, mong người đó chết, mong người đó bị khổ. Do cái sự thù oán người khác đó, chúng ta tìm cách nói xấu. Do thù oán người khác, chúng ta tìm cách gây hại cho người khác. Để làm gì? Để thỏa mãn hận thù của chúng ta. Nhưng một khi mà chúng ta không có cái tâm hận thù và tâm bi mẫn đó, thì mình không mong ai khổ hết. Mà cái này nó có cái lợi chúng ta như vậy là nếu chúng ta tu tập tâm bi mẫn nhiều thì trong vòng luân hồi đó chúng ta lại đỡ không phải là ít tạo cái ác nghiệp lớn. Những người mà tạo ác nghiệp nặng đó, quý vị, thường là những thiếu tâm bi. Dạ, thiếu tâm bi. Chúng tôi lấy một ví dụ như là bây giờ mình ăn uống cái gì đó mà ăn một cái tàn nhẫn, và chúng sanh đó, và như là người ta nói rằng mình ăn cái lỗ cá kèo, chúng tôi nghe nói là phải con cá kèo sống mà bỏ vào trong đó nó dễ dụa nó chết đó. Thì có bao giờ chúng ta nghĩ được con cá kèo mà nó bỏ vào trong nước đóng thì nó khổ như thế nào? Mình đâu nghĩ. Mình giảm thích thú rồi nghĩa là nó tươi thích thú. Cái đó thì nó có cái ác ở trong đó. Và cái ác này nó dẫn chúng ta đến một việc là
do cái ác đó chúng ta sẽ tạo nhiều cái ác nghiệp trong vòng luân hồi. Chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện mà ở trong kinh bổn sanh, rất nhiều câu chuyện ở trong kinh mà những người làm ác phần lớn là do cái sự tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn nó đến từ cái sự thiếu tâm bi mẫn, sự tàn nhẫn đến từ thiếu sự cảm nhận cái khổ người khác. Có nhiều khi mình không để ý nhưng mình thấy rằng mình có cái khuynh hướng là khi mình ghét ai, thù ai đó, mình nói sao cho đau, mình nói sao cho họ nhức nhối, nói sao cho họ họ càng bị tổn thương càng tốt. Nhưng mà trong cái mà mình muốn nói cho họ tổn thương đó là ác của mình, trong cái đó nó có sự tàn nhẫn của mình. Trong cái đó là cái mà chúng ta gọi là cái hận thiên. Thành ra khi mà mình tu tập tâm bi đó thì mình sẽ giảm thiểu được, giảm thiểu được rất nhiều, nhiều cái gì, nhiều cái gọi là hại tư duy, mà thay vào đó là chúng ta sống đời sống ahimsa, đời sống bất hại, đời sống bất hại. Trong cái văn hóa của Phật giáo và cũng là văn hóa của Ấn Độ đó, thì thường là được đề cao cái tinh thần ahimsa. Có nhiều người hiểu sai cái chữ ahimsa là đấu tranh bằng bất bạo động, tức là đấu tranh bằng cách mềm dẻo đó. Không phải, chỉ như vậy là chúng ta hiểu rất là hạn hẹp. Cái chuyện mà ahimsa có nghĩa là cho dù mình làm gì, mình đi theo một cái đường hướng nào, thì luôn luôn mình nghĩ là vì cái lợi ích mà mình làm, chứ mình tránh không có gây cái phương hại cho người khác, và đặc biệt là gây thương tích, gây tổn thương và ahimsa. Nếu một người sống mà mình không có một cái ý nghĩ gây tổn thương cho ai hết, thì đời sống mình an toàn lắm. Đây là điều mà chúng ta ít khi mình nghĩ đấy. Mình nghĩ rằng mình sống an lạc, mình vui, phải có tiền, có bạc. Mình sống an lạc, mình vui là phải có người khác họ ca ngợi mình. Mình sống, mình vui là mình phải có danh, phải có lợi, v.v. Nhưng mà kỳ thật có một điều là một cái lối sống mà luôn luôn tâm niệm rằng mong cho mình không có gây thương tổn, mong cho mình không hại bất cứ ai, và luôn luôn là mong rằng người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Thật ra cái tâm thái đó nó mang lại cho chúng ta một cái niềm hạnh phúc rất là lợi lạc, một niềm hạnh phúc rất là lớn mà chúng ta không có để ý trong đời sống này. Chúng ta không để ý. Nên ở đây thì chúng ta đừng nghĩ rằng cái tư duy đó là pháp không đáng để ý đến. Mà chúng ta phải biết rằng ba cái tà tư duy là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy đó. Nó luôn luôn tồn tại và ngự trị trong tâm của chúng ta. Và khi nó ngự trị trong tâm của chúng ta đó, thì không có cái điều kiện để phát triển. Không có điều kiện để phát triển. Phát triển thiền pháp nó cũng giống tương tự như là một cái mảnh đất mà mình muốn gieo trồng, mà ở trên đó nó cỏ một đầy á. Có một ngày mình gieo hạt xuống, cái hạt nó chưa có nảy mầm ra, nó đã bị cỏ lớn hết rồi. Nên một cái người bắt đầu vào những tu tập đó, thì phải làm sao mình đánh cái dịp tư duy là phải có một thái độ dứt khoát là mình đã tu rồi, mình đã hành thiền rồi, để bước vào trình thiền. Thì đây không phải là lúc mà mình chiều theo cái thị dục của mình, gọi là ly dục tư duy. Và lúc khi mà chúng ta tu tập ly dục đó, tư duy thì mình mới cảm kích rằng tại sao Đức Phật ngày dạy chúng ta những pháp quán như là về vô thường, khổ, vô ngã? Tại sao Đức Phật ngày dạy chúng ta pháp quán như là quán bất tịnh? Tại sao chúng ta phóng pháp sanh diệt? Tại vì những pháp này giúp chúng ta giảm thiểu được một cái gọi là chạy theo cái thị dục của mình. Cái thị dục của chúng ta lớn hơn. Và cái ly sân tư duy đó, nó trả chúng ta về với một cuộc sống là bớt cái chuyện tiêu tổn người khác, bớt cái nhìn tiêu cực người khác, bớt cái lối sống phê phán người khác. Có đôi khi nói chuyện rất là đơn giản là quý vị thấy rằng những người mà hay phê bình người khác thì luôn luôn có cảm giác như là mình tốt hơn người ta, thành mình mới chê người ta. Nhưng mà thực sự khi mà mình tu, mình có chút khiêm tốn và có chút thành thật rồi, thì mình nói rằng cũng chưa chắc mình tốt người ta, sao phê bình người ta. Mình nói người ta có cái khuyết điểm thì mình cũng có khuyết điểm đấy. Ở bên Thánh Kinh, ở bên Kỳ Tô giáo họ có một cái câu nói rất thú vị của Chúa Giêsu đó là những người nào mà không có tội lỗi thì ném đá đi,
hồi xưa họ hành hình, họ nói có người mà nó là có tội lỗi thì đem ra sự chết bằng cách xử tử bằng cách ném đá vào. Thì Chúa Giêsu nói những người đó là những người nào không có lỗi thì không có lòng lỗi thì ném đá trước đi. Điều này có cái ý nghĩa mà rất là thú vị trong đời sống chúng ta là chúng ta thường phê phán người khác, phê phán các người này thế này người khác kia, nhưng mà mình hỏi rằng người ta có khuyết điểm, mình có khuyết điểm hay không, hay là mình cũng phiền não, mình cũng có những cái khuyết điểm. Và khi mình nghĩ đến cái chuyện như vậy đó thì tâm của chúng ta không có cái gọi là sân ti, và chúng ta cũng cảm nhận một điều rằng càng nặng về cái sân ti thì đời sống chúng ta càng tiêu cực. Tại cái bản chất của sân ti là nhìn tiêu cực, bản chất của cái sự mà phê phán chỉ trích tìm lỗi người khác là tiêu cực. Và mình tìm lỗi ta để làm cái gì? có ai mà ngồi đó đi tìm lỗi người khác mà sống hạnh phúc? Không có, không có. Chỉ có người nào mà sống bằng tâm từ, tâm từ là mong tất cả chúng sanh được an lạc, không phải là chúng sanh đó là tốt là xấu, là đẹp là xấu, là thân hay không thân, gần hoặc xa, lớn hoặc nhỏ, thua hoặc thế, chỉ mong tất cả chúng sanh được an lạc. Thì lúc đó chúng ta cảm nhận được cái giá trị của tâm từ. Tâm từ tức là ly sân, tâm từ tức là ly sân tư duy, tu tập tâm từ. Và sau cùng nhắc lại một lần nữa là ly hận tư duy, tức là mình sống bằng tâm đi. Cái hận thù quan kết, lại bản chất của hận thù quan kết là mong người khác bị khổ, bị tổn thương. Và khi mà chúng ta tu tập tâm bi thì mong cho người ta bớt khổ, giảm thiểu được chúng ta rất nhiều và cái tâm hận thù. Càng bớt cái tâm hận thù đó, chúng đi không nhớ là Thượng Tự Siêu hay Thượng Pháp Đăng ở chùa Thượng Tự Siêu cũng có giảng về cái câu chuyện của nàng Sumawati bị chánh hậu của vua Udina. Và là một người ác. Thì khi mà chúng ta nghe câu chuyện đó thấy một cái người có tâm từ thì ở trong hoàn cảnh nào không giữ được tâm từ, và chính tâm từ đó ngay trong phút hiện tại cho phép chúng ta được sống thanh thản, ngay trong cái tâm từ tâm bi đó cho chúng ta được một cái cảm giác được an lạc thành chân. Ở đây chúng ta nói một điều là tu tập tâm bi thì chúng ta sẽ bớt cái hận thù và bớt cái quan trái trong đời sống này, và tu tập tâm bi là một cách để chúng ta có cái chánh tư duy. Thứ thứ nhất là nhiều vị có hỏi chúng tôi là bốn vô lượng tâm có áp dụng ở trong bát chánh đạo không, thì chúng ta nói có, dạ có. Đặc biệt là tâm từ tâm bi nó nằm ở trong chánh tư duy, chúng ta nên để ý, lợi lạc lắm, rất lợi lạc. Giờ mình không cần nhiều, vì cuộc sống mình bớt hận thù, cuộc sống mình bớt đi sự tàn nhẫn, cuộc sống mình bớt đi cái sự cắt bóc người khác, thì mình cảm thấy vui rồi. Chúng ta không thấy ai mà có ngày cứ phê bình cắt bóc người khác mà vui, không có ai mà lúc đầu hận thù quan điểm người khác mà vui hết. Rằng thưa quý vị, đây là điều mà tất cả chúng ta có thể học và có thể ghi nhớ khi mà chúng ta đề cập đến đến chánh tư duy và tà tư duy. Thì khi nãy chúng tôi có một cái ví dụ là nếu chúng ta không tu tập chánh tư duy thì tà tư duy sẽ sanh khởi bắt buộc. Cái mít tất cá, cái tầm mà tầm luôn luôn có, đừng bao giờ nghĩ rằng mình không làm gì hết thì yên diện, không có. Các vị thiền sư hay nói rằng cái người tu tập mình nên hiểu cuộc sống giống như mình bơi lội vậy đó. Khi mà mình nước chảy mình bơi lội ngược nước thì chỉ có thể là tiến hoặc lùi, chứ khó đứng một chỗ. Chúng ta khó có bao giờ mà chúng ta đứng một chỗ mà không có cái tư duy, không có sự tầm cầu, không có sự ý hướng, không có sự hướng tâm. Và cái ý hướng đó nếu mà chúng ta không tu tránh tư duy thì cái tà tư duy nó sẽ ngự trị chúng ta, chắc chắn như vậy. Chắc chắn là mình muốn đối lập tà tư duy phải đối lập tránh tư duy, không tu tập tránh tư duy đó thì tà tư duy nó sẽ lôi kéo chúng ta, bởi vì mình không nên nói là optional,
mình không nên nói là chánh tư duy là sự tùy chọn, mà chánh tư duy là một điều bắt buộc tất cả hành giả tu tập phải làm. Cũng giống như bây giờ mình nói là mình trồng rẫy, làm vườn, trồng hoa mà bảo rằng không cần làm cỏ, thì cái làm cỏ nó không phải là optional, nó không phải là sự tùy chọn, mà cái làm cỏ hay không làm cỏ là điều bắt buộc. Cái mình nếu muốn trồng cái gì đó thì cái sân phải sạch, thì tâm của chúng ta ai mà bị ngự trị bởi chúng ta tư duy thì chánh tư duy không có sanh khởi được. Chánh tư duy không sanh khởi được thì thiện pháp, những thiện pháp khác cũng khó, rất khó sanh khởi trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cái vì đó là và điều mà chúng tôi muốn chia sẻ về cái pháp chánh tư duy. Và bây giờ thì trước khi qua Phật thảo luận để xem Hòa Thượng Tề Siêu có mặt ở trường này không. Bạch Hòa Thượng Tề Siêu, nếu Hòa Thượng còn ở trường này, xin cung kính Hòa Thượng nói cho vài điều. Và sau đó Chư Tăng sẽ bước qua phần thảo luận. Những gì thấy Hòa Thượng Tề Siêu có mặt ở trường này không? Một lần nữa xin được hỏi Hòa Thượng Tề Siêu có mặt ở trường này không? Thưa quý vị, có thể Hòa Thượng Tề Siêu không có mặt trường này, xin hỏi và hỏi. Oh yeah. Hello. Oh yeah, thì đó đang nhập xa thương, thì đó đang. Thì đó đang có nhiều người họ sống bằng cái tâm hận thù, bằng cái tâm thường chuyển đổi người khác, và họ cảm thấy rằng cái đó mang lại cho họ hạnh phúc. Hạnh phúc khi mà họ đã như hạnh phúc khi mà họ làm cái gì đó mà mình cảm thấy mình thỏa mãn được. Thì nếu một người hỏi tổ pháp đăng là cái chuyện trong cái hận thù, trong cái sự tội lỗi người khác, nó có tạo chúng ta một cái hạnh phúc, mà dù là hạnh phúc gì nữa thì nó có thực sự tạo chúng ta hạnh phúc hay không, xin cái tính sự tội hoan nghĩ cho biết cái ý kiến của sự tội về điểm này, thì có những người đều không như vậy. Dạ. Nam mô Thầy Nhã, Nam mô Thầm Mô Nhã, Nam mô Thầy Nhã. Dạ, Phật Pháp Đăng, kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính đảnh lễ Ngài Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tân, Đức Tệ Tri, Đức Tệ Đức, cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, kính chào quý vị, cô thân mượn, thân gia Phật tử. Thì thật sự đó thì ở trong đời này chúng ta rằng chúng ta khi mà hữu phước hữu duyên thì chúng ta tu hành, thì chúng ta mới tránh khỏi được, hoặc là chúng ta cũng có thể có cái sự suy nghĩ sai lầm, nhưng mà chúng ta cũng bỏ, cũng phủi sạch, bỏ qua. Chứ không phải giống như là những người mà không biết Phật Pháp, hoặc là họ họ sống với cái thế tình. Bởi bình thường với thế tình đó thì chúng ta biết rằng mình làm một cái người khác, cái người đó đã làm cho mình buồn khổ đó, thì mình thấy được cái người đó bị đau khổ thì mình rất là hả hê. Cái chuyện này thì chúng ta thấy rất là nhiều ở đời. Thường thường có nhiều người, ví dụ như mình nói họ thương nhau, họ với nhau, họ hận nhau, họ giết lẫn nhau, hoặc là họ làm cho người đối tượng đó rất là đau khổ. Mình thấy một ngày gần đây ở bên Bình Dương đó, cái vụ án đó thì nghĩa là thương cái người con mà giết hết cả gia đình. Cái người con trai thương cái người con gái đó mà bị từ chối, và gia đình cũng không vừa ý, và tức quá giết hết cả gia đình như vậy, rồi cuối cùng vào tù như vậy. Thì chúng ta thấy thật sự ở đời đó, khi mình gặp gì mà người ta phủ phàng mình thì mình rất là tức tối, mình tìm cách để mình hại cái người đó. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói theo cho nó rõ ràng á, thì thật sự khi mình muốn hại ai đó, cái tâm tư mình ấp ủ và mình cũng làm, mình suy nghĩ là mình cũng bị cái sự cảnh cáo rất là nhiều. Và chúng ta thấy giống như cái câu chuyện mà anh chàng đó giết cả gia đình ở Bình Dương đó, thì cũng anh ta cũng rủ rê người này rồi cũng rủ rê người kia, rồi cũng có những người họ nhắc nhở anh ta, nhưng mà anh ta cũng ngoan cố. Nhưng mà thật sự ra anh ta mà lo âu suy tư
như vậy thì anh ta cũng rất là buồn khổ, chứ không có cái gì mà gọi là thật sự là hạnh phúc hết. Anh ta mưu thượng thần trước quỷ, tính bảy, tính ba này, đủ thứ chuyện hết. Anh ta mới làm được cái chuyện đó, giết được những người như vậy. Nhưng mà thật sự ra thì sau này khi mà án thì anh ta cũng hối hận những chuyện đó. Thật sự ra thì chúng ta biết rằng đối với những cái người mà quan trại quan thù, đối với người khác đó, đa số là không có gì vui hết. Thật sự không có gì vui hết. Nếu mà thật sự cái tâm của họ mà nó bình tĩnh thì họ thấy để trong lúc đó đó họ thật sự không có hả hê. Chỉ có nhiều khi mình thấy một cái người đó mà hại mình là bị người khác hại đó, thì mình thấy mình vui này cái nọ, thật sự mình đi nói với người kia là cái nọ là người đã làm cho tôi khổ, bây giờ người đã phải chịu cái quả báo này cái nọ. Thì khi mình nói như vậy chứ thật sự ra nếu mà mình ra tay mình làm được cái chuyện gì đối với người khác đó, thì thật sự nó rất là ám ảnh mình. Tuy rằng cái tâm trạng của con người của mình đó, thì thật sự đó quý vị biết rằng nó theo nhiều khuynh hướng. Cái khuynh hướng mình tức người đó, mình hại người đó thì mình cũng thấy mình hại được người đó thì mình cũng vui. Rồi cái tâm trạng mình lo âu sợ hãi nó nhiều cái trăm mối tơ dò của gì. Bởi vì thật sự đó, nếu mà mình sắp xếp một cái chuyện gì đó mình làm cho người ta đau khổ, trong lòng mình cũng trăm mối tơ dò. Mình cũng lo lắng khi mình chưa làm hoặc là làm xong rồi lo lắng sợ hãi. Thật sự ra khi mình nói đến những cái gì mà Đức Phật Ngài nói về cái tâm trạng á, bởi ví dụ quý vị biết cái tâm bất thiện hay là cái sân tư duy đó, thì chính là cái tâm chúng ta bệnh hoạn rồi. Cái tâm chúng ta bệnh hoạn rồi, khi mình hại một người khác đó, về mặt pháp lý, về mặt đạo đức, về mặt nhân luân, về mặt con người đó, về mặt làng xóm đó, mình đều thấy mình không có ổn. Nên gọi là cái tâm mình bệnh hoạn. Và thật sự đó thì khi mình hại một người khác đó, thì thật sự cái tâm mình đó, không khôn khéo hay là khôn ngoan. Tại vì cái người khôn ngoan đó họ không bao giờ làm như vậy. Tại vì cái người khôn ngoan đó họ suy nghĩ rằng đó, luôn cả bản thân của mình đó, có lúc mình cũng làm người khác buồn. Mà nếu mà ai cũng xử sự kiểu đó hết đó, ai cũng xử sự theo kiểu đó thì thật sự đó, mình rất là đau khổ. Chúng ta thấy một ngày gần đây giống như bà Nguyễn Phương Hằng, bà Nguyễn Phương Hằng, bà cũng buồn người này không vừa ý với người kia mà nói qua nói lại đó, cuối cùng nó kéo lôi rất là nhiều người và làm nhiều người đó họ cũng vui vẻ mình. Tuy là nhiều khi mình nói được thì mình cũng cảm thấy mình cũng hả hê như vậy, nhưng mà thật sự ra đó, nó chồng chất, nó càng chồng chất lên nữa quý vị. Bởi Đức Phật đã dạy, Đức Phật đã dạy hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Đời này không thể có, bởi vì hận thù là cái hận tư duy đó. Mình hại người khác thì không bao giờ có, mà được yên vui đó, không bao giờ có được yên vui. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Chỉ có từ bi diệt hận thù là định luật tiến thu. Bởi vì chúng ta thấy rằng nếu mà nói một cái sự nói qua nói lại đó, chuyện ít nó lôi kéo ra nhiều. Chúng ta thấy như dòng mà hai dòng họ hoàng thân quốc thích nội ngoại của Đức Phật của chúng ta đó, cũng lời qua tiếng lại thôi. Lời qua tiếng lại, mới đầu thì cái việc mà dụng về là cái việc mà dụng dặt là cái chuyện mà lấy nước vô ruộng thôi. Cuối cùng đó, bên này nói qua bên kia nói lại, rồi từ nói qua nói lại kéo lôi đến những người liên quan, người có chức vụ, người có chức quyền, rồi cả hai bên chuẩn bị dàn giáo cung tên súng gươm giáo, hai bên cung giáp để chuẩn bị xô xát chém giết lẫn nhau. Và Đức Phật cái ngày đã ngự ra cái dòng sông đó, và ngày đã giảng hòa hai dòng họ. Và khi ngày giảng hòa là ngày nói lên cái nguy hại của những người mà sống tình chống với nhau đó. Cũng giống như ngài kể là nhiều câu chuyện lắm quý vị. Ngài kể về cái bầy chim đó. Bầy chim có 5 mà nó bất hòa với nhau đó. Nó bất hòa với nhau mà thường thường đó, mà khi mà nó thuận hòa với nhau đó thì người ta quăng lưới đó, thì nó bay lên, nó bay lên và nó đem cái lưới đi chỗ khác được. Nhưng mà lúc bất hòa với nhau đó thì con này nói con kia nói con nhỏ con nọ,
nó không có nỗ lực rồi cuối cùng nó bị ta bắt hết. Đức Phật ngày kể là cái chuyện mà bất hòa, chỉ cái chuyện mà bất hòa với nhau như vậy thôi, rồi cuối cùng cả bầy chim bị hại. Nhưng mà nếu mà bầy chim đó mà không có bị bất hòa thì những cái người bẫy chim đó khó bẫy được bầy chim này. Thì chúng ta cũng thấy vậy. Thật sự ra một đất nước mà đất nước hay một làng xóm đó, mà người ta bất hòa với nhau đó, người ta gây ra cái rất nhiều cái sự đau khổ lẫn nhau. Nhưng mà nếu mà họ hòa hợp, họ thương yêu nhau đó, thì thật sự họ không có sự đau khổ. Nên Đức Phật ngày mới dạy cái tâm từ bi hỷ xả đó là bốn vô lượng tâm đó, nó bao trùm thế giới này, cái người gọi là từ tâm. Nhưng mà đối với cái người có hận tâm đó, hay là có hại tâm đó, mình gọi là có sân tâm đó, thì thật sự là họ không sống với ai được cái gì. Họ sống không sống với ai được đó. Tại vì thường thường đó, Đức Phật này nói cái người sân nhiều đó, ngày cũng thí dụ giống như đống phân vậy đó. Đống phân á, sân nhiều thì giống như đống phân vậy đó, nó cũng hôi vậy đó, nhưng mà đụng vô nó càng hôi hơn nữa. Thành cái người sân á, nên trong kinh Đăng Chi mà chúng ta nghe cái người mà họ sân hận nhiều đó, Đức Phật ngày dạy chúng ta đừng có đến gần người đó. Mà nếu mà chúng ta có dịp phải đến gần người đó, đó chúng ta chỉ nói một hai câu rồi chúng ta đi, nếu có dịp cần á. Bởi vì sao Đức Phật nói cái người đó giống như đống phân, cái đống phân nó hôi thối rồi, bây giờ mà đụng vô cái là nó càng hôi thối hơn dữ hơn nữa, nên phải né đi nghĩa là như vậy. Nhưng mà lỡ mình có việc phải đối đầu với người đó thì mình nói ít rồi đi, chứ nếu mình nói nhiều xíu là mình có chuyện với mình. Phật này thường nói những cái người mà họ cái tâm hiềm hận mạnh đó, chúng ta thấy như là Tô Ca Ly Cá mà hiềm hận ngày Sariputta và ngày Một Lãnh Á, hiềm hận cách cái hiềm hận quá sức hiềm hận đến nỗi mà Đức Phật bị Phạm Thiên thầy cũng bị đó hiện ra nói, mà vì nó cũng không có chịu buông bỏ cái lòng hận thù. Và thường thường quý vị biết rằng đối với Tô Ca Ly Cá và hận thù hai cái vị trưởng lão đó, thì cái mình nó mọc cái mục ra. Và thường thường mình nói đi khoa học, bây giờ một người nào mà sân hận đó, thì mình buồn bực, cái tâm mình nó bất ổn bất an, rồi nhiều khi cái trạng thái mình bị héo xào quý vị. Nên thường thường Đức Phật này nói rằng cái người mà cái thân khỏe đó là cái tâm khỏe, mà cái tâm bệnh đó thì cái thân cũng bệnh nữa quý vị. Mình sân hận ai đó, cái nhịp tim rồi máu huyết mình dễ bị áp huyết cao, rồi mình dễ bị đột quỵ, những cái người hay sân hận đó. Nên thường thường nói rằng sân, Đức Phật này nói là không có lợi ích gì hết đó. Sân chỉ là khổ cho mình, khổ cho người, khổ đời này, khổ đời sau đó. Chứ thật sự ra bởi vì cái tâm trạng, tuy rằng chúng ta cũng thấy người đời đó, họ thấy ai mà họ ghét ai mà người đó đau khổ thì họ thấy vui, nhưng mà thật sự ra đó nó chỉ là hời hợt lúc một lúc vậy thôi, chứ còn nó không bao giờ mà nếu mà cái trạng thái vui vẻ nó mà lâu dài nó cũng không có được gì. Nên nhiều khi có nhiều người bực bội người nào đó, mình thấy cái người đó bị tử hình đó, nhưng mà khi mà mình thấy là mình tự nhiên mình thương cái người đó lại, chứ không có sân hận cái người đó, không biết gì đó nữa. Nó cũng có nhiều trường hợp như vậy. Nên thường thường mình thấy chúng sanh nào đó mà được vui đó, mình thấy cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà mình làm cho ai khổ đó thì mình cũng phải trả giá thôi. Phải trả giá thôi. Thì theo con nghĩ rằng nhá, nếu mà thật sự đó một cái người mà hận thù, một người mà hận thù đó, thì Đức Phật nói giống như người đó muốn rửa một cái vật gì mà lấy nước dơ mà rửa đó, càng rửa nó càng dơ thêm, chứ nó không thể nào sạch được. Tại vì cái bản chất hận thù nó là bất thiện, mà một người đó muốn trả đũa qua lại thì cũng chỉ là bất thiện thôi, nó càng gây hấn khổ mình khổ người thôi, chứ không có được lợi ích gì hết. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình có cái từ tâm đó để hóa giải cái hận thù đó thì mình sẽ hóa giải được. Chúng ta thấy dấu những câu chuyện con vợ so dắt với đi với người phụ nữ đó, chỉ là cái quan trái quán thù với nhau lúc mà hai cái người vợ lớn vợ nhỏ kình địch với nhau thôi. Và quan trái từ kiếp này đến kiếp kia, từ kiếp gà đến kiếp mèo, nai đến kiếp beo, kiếp người, kiếp thú, vợ so như vậy đó, nhiều kiếp như vậy mà cứ quan trái quán thù với nhau. Cho đến khi mà Đức Phật này thuyết giảng rồi đó, thì con vợ so này đó, nó khi hết cái tâm hận thù đó, nó mới thương cái đứa bé mà nó muốn ăn thịt.
đứa bé con của cô đó dập quan trái huấn thù. Nên thường thường quý vị từ bi diệt hận thù là định lực chung thôi, có nghĩa là chỉ có lòng từ bi đó mới diệt được hận thù. Nhưng mà thật sự ra đời người ta đó, người ta muốn tìm vui nhưng mà người ta không có vui là như vậy. Cái người đời đó họ tìm vui nhưng họ không có vui là tại vì họ sống quan trái quán thù hãm hại lẫn nhau nên không thể nào mà họ vui được. Ví dụ giờ chúng ta nói cái việc giống như bây giờ thật sự đó, bây giờ mình nói rằng mình ghét người nào đó, mình đốt nhà người đó, đốt nhà người đó, và đốt nhà người đó thì người đó không có nhà, không có cửa, thì người đó cũng đi xin ăn rồi cũng phải xin người này xin người kia, nó cũng khổ khó khăn nếu mà người đó có tâm. Nhưng mà thật sự ra nếu mà người đó, đó mình buồn bực người đó, nhưng mình không, mình nghĩ rằng cái sự buồn bực đó có nhiều khi mình hiểu lầm, mình buồn bực hay là mình nhiều khi người đó đó không có tế nhị nên mình bực bội với người đó. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được như vậy đó thì cái tâm tư mình sẽ nhẹ nhàng đó. Thường thường quý vị thấy ở đời đó, cái người mà họ ít học vấn hoặc là họ thiếu tế nhị họ cũng dễ làm cho mình sân. Nhưng mà nếu người mà có học vấn nhiều hay họ khéo léo ứng xử đó, họ cũng không làm cho mình sân. Thì mình rõ ràng mình thấy những người mà họ thiếu kiến thức hoặc là họ thiếu cái đức tu đó, họ mới là người chọc cho mình sân. Chứ thật sự những người mà họ học hiểu nhiều đó, họ cũng tế nhị, họ cư xử, họ ứng xử họ cũng tế nhị, thì mình sống nó ít có bị bực bội khó chịu. Nên đa số mình bực bội khó chịu là những người họ thiếu sự tế nhị hoặc là họ tạo ra cái sự khó chịu cho mình. Nếu mà mình đó, mà không có hiểu biết đó thì mình cũng giống như vậy thôi, cứ trả đủ qua lại thôi quý vị, trả đủ qua lại. Nên nhiều khi quý vị thấy đối với Đức Phật hay là tôn giả Đê Quán Tả đó, hận thù nhau chỉ là cái kiếp đầu tiên do một người buôn đồ cổ mà mua được cái mâm, một người muốn chiếm đoạt cái mâm đó, rồi cuối cùng quan cái quán thù nó cứ chồng chất hoài cho đến khi mà ngài thành Phật thì tôn giả Đê Quán Tả vẫn hại ngài. Vẫn hại ngài lăn đá đè rồi thả voi sai rồi thay người đi bóng Đức Phật này kia nọ, là nhiều cái chuyện quan cái đó. Nhưng mà thật sự ra những quan cái nó ngấm ngầm nhau. Bởi vì thường thường quý vị thấy ở đời nếu mà mình tu tập đó mình niệm thấy đó, ví dụ mình thấy một người nào mà thấy khó chịu đó thì mình nghĩ rằng cái quan trái quán thù này nhiều kiếp rồi, bây giờ mình thấy cái đối tượng này tự nhiên cái lòng sân hận mình nổi lên rồi. Bây giờ mình chánh niệm tỉnh giác á để mình hóa giải những quán thù. Còn nó bởi vì nhiều khi quý vị thấy đó, ở đời nó có cái mình gọi là cái người đã từng làm khổ mình, bây giờ mình nhìn cái người đó tự nhiên mình khó chịu với người đó, quý vị, mình khó chịu với người đó. Nên á mình tu tập được nó đỡ, rất là đỡ. Còn ở đời thì nhiều khi họ mà nhìn một người nào họ bực bội đó thì họ lời qua tiếng lại, rồi họ cuối cùng họ xung đột với nhau kinh khủng lắm. Nhưng mà nếu thật sự ra nếu mà mình tu tập đó, mình niệm mình thấy một người nào nhưng cái tâm của mình tự nhiên nó bực bội khó chịu, nhiều khi mình nói rằng tự nhiên chứ thật sự đó, nó là cái quan cái quán thù của quý vị. Cái điều này rất là khó để mà nói quý vị, rất là khó để mà nói. Mình tu tập được, mình cảm nhận, có nhiều cái mình nhìn một người đó thấy tự nhiên cái tâm hồn mình thấy vui vẻ, nhưng mà có nhiều cái mình nhìn một người tự nhiên đấy trong lòng của mình nó bực bội khó chịu. Cái quán thù nó, cái người đó đã từng làm mình khổ thì cái nọ, tự nhiên mình nhìn cái người đó tự nhiên mình rất là khó chịu, rất là khó chịu. Nên cái nhiều khi mình tu tập đó, mình chánh niệm đó để mình diệt những cái quan trái quán thù trong nhiều kiếp như vậy. Nên nhiều khi mình chánh niệm tỉnh giác đó, mình nhìn thấy người đó tự nhiên mình thấy mình bực bội, mình nói là tự nhiên nhưng mà thực sự đó, cái quan gia ngõ hẹp giống như là mình nói, giống như là một cái quan trái mà bây giờ nó gặp nhau đó, nó có một cái sống sườn ở trong cái quan trái quán thù rồi đó. Nên nhiều khi mình thấy Đức Phật ngày kể nhiều kiếp đó, ví dụ như ngày sanh ra ngày đẹp, ngày có nhiều cái mỹ tướng, nhưng mà cha của ngài đó thấy mẹ của ngài thương ngài đó tức quá đem chặt tay chân con, chặt đầu con. Quý vị thấy ghê không? Đứa bé nó không biết gì hết á, nó không biết gì, nó chỉ là một đứa bé thôi, dễ thương bụi bặm như vậy, mặt mày dễ thương như vậy, người mẹ nâng niu mà cái người cha lại tức giận đem đứa bé là chặt tay chặt chân chặt đầu. Quý vị thấy ghê không?
Bởi vì Đức Phật kể là cái kiếp đó đó, cái kiếp đó ngài mới sanh ra thôi, ngài mới sanh ra và ngài là con của tôn giả Đeo Quát Tá, kiếp đó làm vua, làm người cha và mẹ của ngài đó ôm hung ngài thôi, mà của người cha tự nhiên quan trái quán thù và đem đứa con ra chặt tay chặt chân chặt đầu. Quý vị nghĩ, nhiều khi quý vị nghĩ trời ơi sao cái ông đông ác vậy, nhưng mà thật sự nó có cái quan trái quán thù ở trong tâm đó quý vị. Nhiều khi mình cái đứa bé đó thay vì ai cũng thương hết á, nhưng mà nhìn đứa bé đó tự nhiên mình quán thù quý vị. Cũng như là tôn giả Đeo Quát Tá kiếp đó làm cha của ngài đó, mà thấy mẹ của ngài cưng chiều thương yêu nựng nịu ngài thì người cha lại đem ra chặt đầu chặt tay chặt chân con mình như vậy. Thì quý vị nghĩ sao, đứa bé đó nó đâu có biết cái gì đâu, nó đâu có làm cái gì đâu, mà thật sự ra mình nói là nó không làm gì hết, nhưng mà thật sự là cái quan trái quan thù nó ghê gớm. Mắt mình nhìn đó, mình nhìn một người nào, nên thường thường chúng tôi nói gì đó, quý vị nhìn một người nào tự nhiên quý vị có cái cảm tình với người đó, nhưng mà rồi cũng có nhiều cái mình nhìn một người đó mình thấy mình khó chịu lắm, mình thấy rất là khó chịu. Nhưng mà mình phải phản tỉnh rằng đây cũng là quan trái quan thù gì ở trong kiếp trước đối với mình, bây giờ mình nhìn tự mình khó chịu, mình phải chánh niệm tỉnh giác để mình tạo cái tâm mình đừng khó chịu. Bởi vì cái tâm mình khó chịu hồi là mình kiếm chuyện với người đó. Tại vì bình thường quý vị đấy, nhiều khi cái chuyện mà ở đời nó có nhiều cái chuyện mà mình tôi gọi là quan gia ngõ hẹp á, gặp mặt với nhau rồi hận thù với nhau rồi làm khổ lẫn nhau thôi, từ kiếp này đến kiếp khác quý vị. Thành thế con nghĩ một cái người mà làm hại người khác đó, chỉ tạo cái quan trái quán thù thêm nhiều kiếp thôi, thật sự ra nó cũng chẳng có hạnh phúc gì trong những điều đó hết. Và người đời thường họ tìm hạnh phúc nhưng mà họ không có làm đúng cái pháp hạnh phúc, nên không thể nào họ có hạnh phúc được, mà họ chỉ là ăn miếng trả miếng, dây trả hoài, họ đau khổ hoài từ kiếp này đến kiếp khác thôi, chứ không thể nào mà họ thấy hạnh phúc được đâu. Thì con nghĩ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại đó. Ngài Hòa Thượng, ngài muốn trình bày nói thêm gì, ngài nói vậy con xin đỡ mic nha. Cái trình thì tòa pháp đăng với câu thảo luận vừa rồi, xin được hỏi thì tòa pháp tinh thì tòa có ở trước máy không? Nếu thì tòa pháp tinh nghe được xin thì tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thì tòa pháp tinh thì tòa có mặt ở trước máy không? Và quý Phật tử có thấy thì tòa Pháp Tân hay Thượng Tọa Tự Quyền có mặt ở trước máy không? Dường như Thượng Tọa Pháp Tân không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân một câu nữa là có nhiều người nghĩ rằng mình phải là người xấu lắm thì mình mới có tài tư duy. Còn bình thường, nếu mà mình sống cuộc đời sống nghĩa là chỉ biết lo công ăn việc làm, biết lo gia đình thôi đó, thì mình sẽ không bị tài tư duy chi phối dễ dàng, tức là người ác nó mới có tài tư duy. Thì tôi hoan hỷ giải thích là tài tư duy phải chăng chỉ có ở người ác, người bình thường có dễ sanh tài tư duy không? Xin kính thỉnh thì tôi hoan hỷ trở lại. Alo. Thật sự ra thì quý vị biết rằng chúng ta là những người phàm phu đó, dù là vị thánh tu đồ quần trở lên thì từ từ cái tà tự duy nó giảm bớt, chứ thật sự ra chúng ta còn phàm phu thì ai cũng có cái tà tự duy, nhất là cái dục tư duy đó, có nghĩa là cái sự ham muốn trong sắc dục, thinh dục, kỷ dục, vị dục, xúc dục, tạp dục. Cái hận tư duy đó, cái hận tư duy là cái hiềm hận đó, và cái hại tư duy là hại người đó, ý hại đối tượng. Thì gần như là chúng ta ai cũng có hết quý vị. Nhưng mà thường thường đó, mình có tu tập được đó, mình có tu tập được, mình có giữ giới đó, thì mình biết tội biết phước. Thành ra mình chỉ sân, và Đức Phật nói rằng cái sân hay là cái hận tư duy nó, cái sân tư duy nó cũng giống như là nước chữ viết trên cát, chữ viết trên đá. Nếu mà chữ viết ở trên nước đó, thì cái việc mà buồn bực người khác đó, qua rồi thì thôi, giống như chữ viết trên nước vậy, rút tay lên là thôi.
đụng chuyện với người đó, bực bội, nói chuyện, la lối, hồi vậy thôi. Xong rồi thôi. Và chữ viết trên cát đó, có nghĩa là bực bội một người đó đó. Một thời gian lâu như vậy đó, mình có một cái thiện pháp gì đó, tự nhiên mình mới hóa giải được cái bực bội trong lòng. Thì Đức Phật nó giống như là cát, chữ viết trên cát vậy đó. Cần phải có một trận mưa hay là giông tố đó, thổi cát nó bằng được. Thì một cái người mà bực bội người khác đó, mà phải cần có một cái thiện pháp nào đó, nó giống như là cái tận bão cát, tận gió giông nó phủ cát lên để nó san bằng. Hay là người đã tu tập được, tự nhiên người đó không có bực bội người khác nữa. Còn chữ viết ở trên trên đất đó, thì cần có một trận mưa mới gì. Chữ viết trên đất đó, cần có một trận mưa, mưa lớn thì chữ nó sẽ mất đi. Còn chữ viết trên đá đó, thì quý vị biết mưa gió giông bão gì nó cũng không có lấp được. Người này có một cái lòng hiềm hận sâu dày, ăn thù ai đó, thù kinh khủng luôn á. Có nghĩa là nhiều khi không hại người đó, nhưng mà gặp người đó bực bội, khó chịu, tức tối như vậy. Nhưng mà thật sự ra cái sự sân hận đó, mình nói là nó cũng giống như còn quan tái quán thù với nhau vậy. Cái chữ dưới cành đá thì nó thể ảnh hưởng cho nhiều kiếp. Thì đối với chúng ta mà chưa thành thánh nhân đó, thì ai cũng có lỗi lầm cái gì. Nên nhiều khi mình nghĩ rằng chưa thành thánh nhân đó, ai cũng có lỗi lầm. Mà lỗi lầm tại sao gọi là lỗi lầm? Tại vì tâm tham đó, có 8 tâm tham. Tâm sân có 2 tâm sân, tâm si có 1 tâm si. Nhiều. Tùy cái đối tượng, tùy cái hoàn cảnh, tùy cái thời gian, tùy cái môi trường, nó có ít có nhiều thôi chị, nó có ít có nhiều. Thành ra nhiều khi mình còn là phàm phu đó, thì mình chưa thành thánh nhân đó. Nhưng mà nếu mà lúc mình tâm thiện mà nó giống mặt thì tâm tham, tâm sân, tâm si các bạn. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có những cái trạng thái mê mờ, tâm tối, bực bội, tức tối, khó chịu hoặc là tham lam thái quá, thì nó cũng vẫn có những cái trạng thái tâm bất thiện này. Vì chúng ta chưa có đoạn trừ tâm bất thiện, nên chúng ta mà không có tâm thiện, có nghĩa là không hướng tâm đến tâm thiện, thì chúng ta sẽ bị cái tâm bất thiện sanh khởi. Bởi thường thường cái tâm sân nó sanh khởi là chúng ta thấy như thế nào? Vì cái người đó đã từng làm người thân của mình, làm của mình, đang làm hại, đã làm hại và là sẽ làm hại. Hoặc là cái người thù của mình đó, cái người mà làm hại, quyến thuộc của mình đó, làm lợi cho cái người thù, đang làm lợi, đã làm lợi, sẽ làm lợi, hay là về phe cái người đó, thì cái sự bực bội mình sẽ nổi lên. Hoặc là cái người đó đã từng làm mình buồn bực, là từng làm khổ mình, sẽ làm khổ mình. Thì những cái suy nghĩ đó đó, mình sẽ có cái tâm hiềm hận, ít hay nhiều, tùy theo cái căn tánh của chúng ta, chúng ta nặng tâm sân nhá, thì chúng ta rất là dễ câu có bực bội. Còn nặng tâm si á, chúng ta mê mờ tâm tối. Nặng tâm tham là chúng ta bị cuốn hút, đối với đối tượng thích thú. Nhiều khi những cái tâm bất thiện thì nó rõ ràng là nó không có tốt cái gì. Tâm tham cũng không có tốt, tâm sân cũng không tốt, tâm si cũng không tốt. Chỉ có khi mà có cái tâm thiện chúng ta mới được sanh làm người, chúng ta có tâm ta mới tạo được cái việc tốt, việc lành. Vì có tâm thiện nó điều khiển cái sắc thân chúng ta cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức hay là tam bảo, những cái bậc trưởng thượng kỳ lão. Khi mà chúng ta có cái thiện tâm đó, thì chính cái thiện tâm đó nó đốc thúc chúng ta làm việc bố thí, là chúng ta lấy của chúng ta cho người này người kia, chúng ta thấy người ta khổ, chúng ta khởi lên lòng thương mến chúng sanh, chúng ta cho này kia đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tâm thiện nó điều khiển cái thân chúng ta có những cái việc làm từ thiện bố thí đó. Rồi cái tâm thiện nó làm chúng ta giữ giới, khi mà chúng ta muốn giữ sát sanh, trộm cắp, nói dối, đủ đó,
thì chúng ta hiểu những cái việc mà đó là việc không tốt, nên chúng ta có cái việc giữ giới, có nghĩa là chúng ta tác ý để giữ giới. Hay là chúng ta tu thiền, nhất là khi mình tu thiền tứ niệm xứ đó, mình chánh niệm tỉnh giác đó, thì mình rất là dễ để vượt qua những tâm bất thiện. Tại vì cái tâm của mình có chánh niệm đó, là có tâm thiện, để mình thất niệm thì cái tâm bất thiện nó sanh khởi. Khi mà mình trở về cái đời một người thân này, mình hơi thở thì cái tâm thiện sanh khởi trở lại, nó sẽ vượt qua được cái tâm bất thiện. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng nhá, cái lợi ích nhất là cái sự tu tập hay là cái sự giữ giới, sự bố thí, cái sự cung kính hay là cái sự hồi hướng phước hay tùy hỷ phước, hay là sự thính pháp thuyết pháp, hay là sự cải chánh tri kiến, sửa đổi cái tư duy mình cũng đúng đắn cho cái đường lối chân chánh để được giác ngộ. Thì như vậy đó, khi nào mình có những cái thiện đó, thì mình mới không có cái tư duy bất thiện. Cũng như nãy quý vị nghe ngày Hòa Thượng giảng đó, cái tư duy bất thiện nó có ba loại: dục tư duy hay là tham dục tư duy, có nghĩa là mình tham muốn những cái dục lạc. Hận tư duy là cái sự câu có, bực bội, khó chịu. Hại tư duy là mình tìm cái cách để mình hại người khác. Mình cũng nghĩa là mình tìm cách như cái kia để mình hại cái người đó cho nó mình, cho mình mới vừa cái lòng của mình, vừa cái tâm sân của mình. Bởi cái tâm sân á, quý vị hiểu cái tâm sân là cái tâm mà quỷ diệt đối tượng, quỷ diệt ít hay nhiều thôi. Mình nói người ta đó, mình nói mạ lị, mạt sát người ta đó, nó cũng là một cái cách để mình quỷ hoại họ trước người khác, hoặc là nói công bố lên, nói cho mọi người nghe như vậy, cũng là quỷ hoại đối tượng bằng cách này cách kia. Như vậy thì rõ ràng nhá, cái dục tư duy, hận tư duy, tư duy nó là tạp tư duy. Và đối với chúng ta đó, khi mà phàm phu đó, thì cái tâm của mình có khuynh hướng, như là ở trong bài kinh Gò Mối nó nói là ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng đó. Có nghĩa là gì? Khi mình suy nghĩ cái chuyện gì ban đêm mà suy nghĩ đó nó chân chánh hay là không chân chánh. Nếu mà Đức Phật nói rằng khi mình có cái tư duy gì nó sanh thiện thì nên gần, mà cái tư duy gì nó sanh bất thiện thì nên trừ. Có nghĩa là cái sự bất thiện đó mình ôm ấp lâu đó, mình sẽ làm được nhiều cái chuyện ác lắm. Ví dụ mình có cái tham muốn nào đó, mình ấp ủ lâu trong lòng mình, cứ làm riết như vậy, cuối cùng mình sẽ làm rất là nhiều chuyện ác. Hay là cái hận tư duy hay cái hại tư duy cũng vậy. Nếu mình ôm ấp ủ trong lòng đó, mình tìm cách để làm khổ người khác đó, thì thật sự mình sẽ làm rất là nhiều chuyện ác quá gì. Như vậy thì quý vị biết rằng cái tư duy hay mình nói rằng cái tâm tham, tâm sân hay tâm si đó, nếu mà mình không khéo dụng tâm á, cái tâm bất thiện nó sanh khởi. Và chính cái tâm bất thiện đó là cái tâm đó là cái tâm bệnh hoạn. Cái tâm đó mình sẽ có bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, hay là bệnh tham, hận hại, hiềm hận này cái nọ đó. Thì chính là cái tâm của mình nó có những cái sở hữu sân, tật, lận, hối. Sân á, là quỷ diệt đối tượng, tật là mình có những cái thói hư tật xấu, lận là mình ích kỷ, keo kiệt, hối là mình việc ác mình làm, việc thiện mình không làm, như vậy đó. Thì con xin chia sẻ cái câu thảo luận số 2, tà có nghĩa là người ác mới có tà tự nhiên, hay là người nào cũng có. Thật sự ra thì chúng ta đó, khi mà chưa thành thánh nhân á, mình thành tu đầu quần mới diệt bốn năm tham hợp tà đó, có nghĩa là có những cái tà tư duy, có nghĩa là nó cũng giảm bớt về cái thân kiến, cái giới cấm thủ hay cái hoài nghi, nó sẽ bớt, diệt bớt cái đó. Nhưng mà những cái khác nó vẫn còn, nhưng mà bậc thánh rồi thì nó lại giảm bớt những cái lỗi lầm, vì bậc thánh nó không có bây giờ phạm năm cái tội, cũng không bao giờ phạm năm giới đó. Sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rượu, vì thánh tu đầu quần không bao giờ làm. Nên chính vì cái việc mà bị thánh, do cái thánh giới, do cái trí tuệ thánh đạo đó, nó sẽ làm hạn chế, tuy rằng cái pháp bất thiện còn, nhưng mà nó bị hạn chế, nó bị mòn mỏi, chứ nó cũng không có còn mạnh, còn lớn, giống như kẻ phàm phu chưa có thánh đạo. Thì ở trong cái câu thảo luận số 2 thì con chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Ngài Hòa Thượng để Ngài có thể nói thêm. Dạ, bây giờ con xin gửi mic.
xin hỏi quý Phật tử có nghe được, nếu quý vị nghe được xin. Dạ, và quý vị có thể cho chúng tôi biết là từ tọa Pháp Đăng đã nói xong chưa ạ? Dạ, quý vị có thể cho biết. Dạ. À, xin tiếp theo với thượng tọa Pháp Tăng. Nếu thượng tọa Pháp Tăng đang ở trước máy và thượng tọa có nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ. Dạ, và cảm xin kính chân thượng tọa Pháp Đăng với cuộc thảo luận vừa rồi. Dạ. À, thượng tọa Pháp Tăng, chúng ta thấy có một điều là mình có nhiều người họ nói rằng mình không có tu. Bình thường mình cứ sinh hoạt bình thường thì ít có cái những cái tà tư duy sanh khởi, nhưng mà mình càng tu thì tà tư duy đó càng chi phối mình càng nhiều, tức là mình đừng để ý nó thì có gì, mình càng để ý nó thì nó lại sanh càng nhiều. Điều đó có đúng hay không? Có phải chăng là khi mình để ý đến nội tâm mình thì tà tư duy lại sanh khởi nhiều hơn? Xin kính thỉnh ý kiến của thầy tổ học thầy. Dạ, nam mô Bụt Thầy Giả, nam mô Tham Ma Giả, nam mô Sanh Thầy Giả. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ và thượng tiêu thượng nhân giác đẳng và bậc đẳng và minh hạnh và được tự tri cùng chư tăng. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thầy minh tịnh. Và ở đây con nghĩ rằng cái bản chất của người phàm phu thì tâm bất thiện cũng sẽ được khởi. Khi mà nó sinh khởi như vậy đó thì nhiều khi đó là mình không có nhận ra, hoặc là có khi mình nhận ra thì mọi việc nó đã xong rồi. Có nghĩa là sân tâm sinh khởi hoặc là tham sân sinh khởi, nếu mà mình khi mà mình trực nhận, mình nhận ra đó thì mọi chuyện tâm bất thiện nó đã sinh rồi. Cho nên con nghĩ rằng với cái tâm phàm phu thì thường tâm bất thiện sanh, dục bởi dục tư duy, bởi tham, bởi sân, bởi não hại đó, nó thường sanh khởi. Khi mà mình không có tu thì mình nghĩ nó như việc mình ít có khi để ý tới cái tâm của mình. Khi không để ý tới cái tâm thì sân tham nó thường sinh khởi như vậy. Mà mình nghĩ chuyện đó là như là chuyện bình thường. Nhưng mà cái người có tu rồi đó thì khác. Thì đặc biệt là cái người mà có tu tập thì theo dõi cái tâm của mình thì mình mới biết rằng cái này là tâm tham, cái này là tâm sân, cái này là tâm não hại đang sinh khởi. Thì chỉ có cái chánh niệm mình mới biết rõ được những điều. Chánh niệm và tỉnh giác thì mình mới có thể biết rõ được khi mà mình có tham hay là có sân hay là có não hại. Còn nếu như mình không có chánh niệm thì mình không biết. Do vậy đó thì người ta mới nói rằng khi không tu thì tâm bất thiện không có sanh, hoặc là khi tu rồi tâm bất thiện sanh. Sự thật ra đó thì tâm bất thiện nó thường xuyên sanh, thường xuyên sanh. Khi mà mình có tu chánh niệm tỉnh giác thì mình mới trực nhận, mới thấy biết nó sanh ra sao. Như trong kinh nói rằng khi tâm có tham biết tâm có tham, khi tâm có sân biết tâm có sân, khi tâm có buồn trầm thì biết tâm có buồn trầm, khi tâm có hoài nghi thì biết tâm có hoài nghi, vân vân. Thì cái biết đó là do chánh niệm và tỉnh giác. Còn nếu như mà mình không có chánh niệm tỉnh giác thì tâm bất thiện nó cũng dẫn sanh vậy thôi. Khi mà mình tu thì có lẽ là khi mà mình có tu, mình trực nhận ra bằng chánh niệm tỉnh giác thì ngay lúc đó tâm bất thiện có thể ngăn chặn. Thì khi mà mình trực nhận ra nó thì có nghĩa là ngay lúc đó cái tâm tham nó không sanh, tâm tham dục nó không sanh, hay là tâm sân hận nó không sanh, hay là tâm não hại nó không sanh,
Bởi vì mình chợt nhận ra, mình biết rõ ra, thì giống như là cái người mà biết rõ rằng cái tên ăn trộm nó vô trong nhà thì mình đánh đuổi nó ra, mình đuổi nó ra, mình chợt nhận biết rõ. Còn có cái người không biết rõ rồi, tên ăn trộm mình cũng không biết là ăn trộm, mà mình cứ nghĩ là cái nó là người nhà của mình, thì cái đó do là mình không biết, do là mình không biết. Cho nên cái người mà có chánh niệm tỉnh giác thì biết rõ cái tâm của mình là như vậy. Chúng ta thấy rằng như thế này nè, cái bản chất của người phàm phu thì tâm bất thiện nó thường sanh bởi dục tư duy, bởi hận tư duy, bởi hại tư duy. Nhưng mà chẳng qua là mình không cho chánh niệm tỉnh giác, rồi mình buông xuôi cho nó, rồi có người đó nghĩ nó như là một cái chuyện bình thường thôi, cho nên là cứ để cho nó sanh khởi, cứ để cho nó lớn mạnh. Mà quý vị biết rằng là tâm bất thiện nó sanh thì mà khống chế nó, không có tu tập thì càng ngày nó càng lớn mạnh. Cũng có thể là nói rằng là cái bóng tối xuất hiện thì ánh sáng nó sẽ bị tiêu dần. Bất mà sanh khởi thì thiện pháp sẽ bị tiêu dần. Và do vậy cái người tu thì cái người mà biết rõ ở đây là thiện pháp, ở đây là bất thiện pháp. Cho nên biết ở đây thiện pháp đó, thì mình cần phải làm cho nó phát triển lớn mạnh. Cũng như là cái sự tinh cần của mình trong đời sống. Biết rõ là pháp bất thiện thì mình loại bỏ. Nhưng mà rồi đó là mình phải làm cho pháp bất thiện, làm cho pháp thiện sanh khởi. Làm cho pháp thiện sanh khởi. Khi mà pháp thiện sanh khởi rồi thì mình cần phải bảo tồn, gìn giữ, đừng để nó mất đi. Đó là một trong những cái sự tinh cần. Cho nên ở đây con nghĩ rằng khi mà nói rằng là cái người tu của mình, mình càng tu thì mình càng thấy cái tâm bất thiện nhiều là ở cái chỗ này. Cái chỗ giống như là bây giờ nè, quý vị thấy rằng khi mà cái tâm mình nó bị lôi cuốn ở trong, bị cuốn hút ở trong trần cảnh á, sắc thân hương vị xúc, nó cứ chạy trong chạy ráo như vậy, chạy đông chạy đáo như vậy, tâm mình cứ chạy hoài thì mình ít có trực nhận ra. Nhưng mà khi mà mình gom tâm mình, định tâm, trụ tâm vào trong một đề mục thì mình mới biết rằng là có những cái cảnh mà nó gian dặm, có những có cái cảnh nó sẽ hiện đến, nhưng mà cái tâm mình cần phải định thì mình mới thấy là ở chỗ này đã động, nó biết được. Còn không là mình cứ nghĩ rằng nó là chuyện bình thường, các căn của mình tiếp xúc với các trần cảnh, cho nên phiền não nó dấy lên. Cái nhiệm vụ của cái người tu, đặc biệt là thiền, thì mình cần phải biết rõ cái tâm của mình. Ngay cả trong đời thường, mình biết rõ ở tâm của mình, cái tâm này là tâm bất thiện, tâm này là tâm thiện. Biết rõ tâm thiện để mà mình nuôi dưỡng, làm cho phát triển lớn mạnh lên đi. Còn biết rõ tâm bất thiện thì mình cần phải tìm cách để loại bỏ nó đi. Như vậy thì ở đây đó, khi mà nói rằng mình càng tu á, thì mình càng thấy cái tâm bất thiện mình nó sanh khởi. Thì rõ ràng là khi mà mình có định tâm một niệm mà bất thiện nó sanh khởi lên, mình có chánh niệm một niệm bất thiện sanh khởi lên, thì mình cũng có thể biết rõ. Thì từ cái biết rõ đó thì mình mới kiểm soát được là biết ở đây là pháp bất thiện nó sanh, ở đây là pháp thiện nó sanh. Cho nên con nghĩ rằng là, nhưng mà mình tu một lần, mình tu một thời gian, mình tu với cái công phu tu tập của mình nó dày dặn rồi đó, thì pháp bất thiện nó sẽ được lắng dịu, sẽ được lắng dịu. Đó là sự tôi luyện của chính mình, tu tập của chính mình, chứ không phải là để rồi mình tu rồi cái càng ngày nó càng pháp bất thiện nó càng tăng, thì nó không phải, không đúng như vậy, không đúng như vậy. Do là mình không có tôi luyện, không có tu tập á, cho nên pháp bất thiện mình cứ để buông trôi theo nó thì nó cứ sanh khởi hoài. Nhưng mà cái người tu á,
thì cần phải kiểm soát đấy nữa. Yeah. Biết rõ đây là pháp bất thiện thì cần loại bỏ, ở đây là pháp thiện thì cần phải làm cho nó lớn mạnh. Thì cái đó là cái quan trọng đối với là cái thái độ của một cái người tu đối với pháp bất thiện như thế nào. À, như vậy thì ở đây con nghĩ rằng cái người mà có chánh niệm thì cái tà niệm nó sẽ được lắng dịu. Yeah. Tạp niệm nó sẽ lắng dịu. Có chánh niệm tức là mình có biết rõ được cái tâm của mình, ghi nhận được, biết rõ được cái tâm nó đang ra sao, thì có lẽ là cái tà niệm nó sẽ bị biến mất đi, hay nó sẽ được lắng dịu đi. Thì cái điều đó là cái người tu của mình cần phải phát triển, và như vậy đó thì mới có cái sự tiến bộ ở trong cái đời sống tu tập, chứ không phải là tu càng lâu thì pháp bất thiện nó càng tăng. Chẳng qua là mình không có chánh niệm đó, cho nên là mình không nhận nó ra thôi. Chứ còn khi mà mình có chánh niệm thì mình nhận nó ra, trực nhận nó ra. Chánh niệm tỉnh giác là cái yếu tố rất là quan trọng, cho nên là mình mới trực nhận nó ra. Ngay cả trong đời thường, nếu mà mình có chánh niệm thì mình mới có thể biết rõ ở cái tâm mình đang ôn trầm nè, mình đang hoài nghi nè, hay là mình đang thanh tịnh, an tịnh, đang có tham, đang có sân gì đó. Thì có lẽ là mình có chánh niệm thì mình mới biết được. Còn nếu không có chánh niệm thì mình không biết. Nhưng mà mình tu có trau dồi, mình có tôi luyện, thì cái tâm bất thiện nó càng ngày nó phải là lắng dịu bớt chứ. Chứ không có nghĩa là càng ngày tâm bất thiện nó càng sanh nhiều. Có chẳng qua đó nó sanh mà mình không nhận nó ra, không trực nhận nó ra, thì lấy gì mình diệt nó. Giống như là cái tên trộm mà vô nhà mà mình không biết nó là ăn trộm, nghĩ nó như người nhà, thì mình cứ để nó ở trong nhà hoài đó, thì có lẽ là nó không thể ra được khỏi cái căn nhà đó. Thì như vậy quan trọng là mình biết đây là kẻ trộm, thì mình phải đuổi nó ra thì mình mới có thể loại bỏ nó được. Còn nếu mà mình không nhận nó ra thì mình không thể nào mình đuổi bỏ nó. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi của Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt Tha Gia. Sa thú, kính thưa Thượng Pháp Tân, rất là nhiều với câu trả lời vừa rồi là một điều mà cho chúng ta rất nhiều người ý quan trọng. Thượng Pháp Tân, chúng ta thử suy nghĩ về một điểm này là có nhiều người đó tin rằng mình chỉ cần suy tư tốt, mình chỉ cần nghe pháp, mình chỉ cần hiểu tốt là như vậy tâm mình sẽ được tốt. Mình nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng để có được chánh tư duy mà không cần phải tu tập gì hết, chỉ cần mình hiểu thôi. Ví dụ mình hôm nay mình về tà tư duy, chánh tư duy, thì liệu có đủ cái hiểu của mình đó, nó có đủ sức là xua tan tà tư duy hay không, hay là chúng ta phải tu tập hay làm cái gì hơn nữa? Chứ chỉ đơn thuần là hiểu không thì nó không có, nó tốt được chút thôi, chứ nó không có anh gây thay đổi chúng ta được nhiều. Xin thỉnh thì tổ hợp tân con thì trở lại. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng tôi. Con nghĩ cái con đường tu tập của mình thì phải thực hiện được, thực hành được trọn vẹn bát chánh đạo. Con nghĩ rằng ở đây đó, trong bát chánh đạo thì giới, định và tuệ, thì mình muốn cho nó tốt để có nhìn nhận cái trước tiên đó là mình phải có cái nhìn nhận đúng, cái tư duy đúng, cái nhìn nhận đúng, chánh kiến cũng như là chánh tư duy. Nhưng mà thấy không cũng chưa đủ, suy tư không cũng chưa đủ. Mà cần phải thực hành. Cần phải thực hành. Thí dụ như bây giờ mình tu á, thì mình cần phải tránh xa các cái việc ác để thực hiện các cái hạnh lành. Thực hiện cái hạnh lành. Giống như là mình điều chỉnh hay là mình điều chế cái đời sống của mình, về hành vi của mình, hay là có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, nó làm cho mình tốt hơn. Làm cho mình tốt hơn. Bởi vì con nghĩ rằng để mà cái tâm mà có định,
thì trước tiết phải có cái trước tiên đó là cái hành vi của người đó phải tốt, tức là thân khẩu ý phải tốt, hay là giới hạnh phải tốt, giới hạnh phải phải trang nghiêm, rồi phải không có một cái điều gì để sinh ra một cái sự hối hận, hay là sinh ra một cái tâm mà mình suy nghĩ nó bồn chồn lo âu lo sợ. Sự thật ra như vậy, khi mà mình có một cái sự an tịnh bởi vì cái hành vi của mình tốt đó, thì mình mới có thể có được cái nội tâm tương đối, mình không có một cái sự hối hận hay hối tiếc gì. Nhưng mà ở đó có nghĩa rằng ở đây đó thì khi nói mà mình tu á thì dĩ nhiên cái tâm của mình phải định nha. Mà trước khi định á là mình phải trau dồi nha. Mình phải trau dồi chứ. Cái tâm của mình nó luôn luôn, cái tâm của phàm phu á thì luôn luôn khoan duyên theo trần cảnh mà. Nha, khoan duyên theo trần cảnh. Cho nên mình phải thu thúc, tức là mình phải có chánh niệm theo dõi, hoặc là mình định tâm trên một cái đề mục đó thì mình mới có thể rằng là thấy rõ được những cái điều đó, thấy rõ được những điều đó. Như là một cái mặt hồ được im lặng, cái mặt hồ được im lặng thì mình mới có thể thấy được các cái vật thể ở trong cái đáy hồ khi mà nước trong. Thì cũng như vậy, cái tâm có được cái sự an tịnh thì cái tuệ mới có thể phát sanh. Dạ, con nghĩ rằng cái chánh tư duy ấy, nó cũng là cái sự hỗ trợ. Chánh tư duy ấy, hay là chánh kiến ấy, để giúp cho mình một cái phương hướng, cái nhìn nhận của mình đúng, cái suy nghĩ cũng đúng đắn. Bởi hạ có chánh tư duy thì cái tài tư duy sẽ biến mất. Có chánh niệm thì cái tà niệm mới tiêu mất. Hay là có chánh kiến thì cái tà kiến nó mới có thể biến mất được. Như vậy thì ở đây đó mình biết rằng đó là cái chánh tư duy hay là chánh kiến nó giúp cho mình chỉnh thấy đúng, biết đúng. Nó là từng trong cái giai đoạn, giống như bây giờ mình biết cái gì đúng để mình nên làm, cái gì sai mình không nên làm, đó là cũng là cái chánh kiến. Nhưng mà cái chánh kiến có thể nói rằng để mà mình đạt được đạo quả, mình đạt được cái sự giải thoát hoàn toàn đó, thì cái kiến đó, chánh kiến đó có nghĩa là cái tuệ, với cái trí tuệ của cái vị hành giả đó thì nó mới có đủ khả năng để loại bỏ được những cái phiền não như là dục tư, dục sân hận, tham sân si, phiền não mới có thể loại bỏ được, mới đạt được cái sự giải thoát. Như vậy thì ở đây con nghĩ rằng cái đường tu đó thì cần phải trải qua giới, định và tuệ. Và chánh tư duy hay là chánh kiến, chánh tư duy tức là suy nghĩ nó đúng, tư duy nó đúng, đúng đắn, không để dục tư duy, hận tư duy hoặc là hại tư duy sanh khởi, đó được gọi là chánh tư duy. Chánh kiến tức là mình nhìn nhận đúng với sự vật, sự thiệt, sự vật nó là như vậy, sự thật nó là như vậy. Cho nên là cái chánh kiến nó giúp cho mình định hình. Khi mà mình định hình như vậy đó thì cái tâm của mình nó mới thật sự là phải cần có cái sự trao dồi để có được sự an tịnh, có được cái chánh niệm ở trong đời sống. Và lúc nào cũng vậy, cũng cần có cái sự nỗ lực rất là lớn. Chứ không có cái sự nỗ lực thì không có được cái sự thành công hay là cái sự thành tựu nhất định ở trong cái đời sống tu tập. Như vậy thì ở đây con nghĩ rằng chánh kiến và chánh tư duy nó giúp cho mình định hình, thấy biết con đường đúng đắn, thấy đúng với sự thật, biết đúng với sự thật và suy tư đúng với lại sự thật, lìa bỏ những điều đó. Và chánh ngữ, chánh nghiệp như là một phương pháp để làm lắng dịu đi những cái hành vi bất thiện, để thực hiện được cái hành vi thiện ở trong đời sống. Và ở đây đó, cái chánh định hay là chánh tinh tấn hay là chánh niệm, nó
để giúp cho cái nội tâm của mình được an tịnh, để mình thấy rõ được những cái sự thật của nó, sự thật của nó, để rồi ở đó chúng ta nói rằng cái trí tuệ ở trong cái, trên phương diện hiệp thế, hay là cái trí tuệ ở trên phương diện siêu thế, tức là cái trí tuệ trong cái nhìn nhận của một cái tâm thiện bình thường, thì mình biết rõ được cái nhân quả, biết rõ được những cái điều gì đúng, điều gì nó là ô nhiễm, điều gì là trong sạch, thì mình biết rõ những điều đó. Nhưng mà cái trí tuệ mà ở trong cái tâm đạo, hay là trí tuệ của bậc thánh á, trong trí đạo của bậc thánh á, thì nó mới có cái khả năng để đoạn trừ hay là cắt trừ những cái phiền não. Bởi vì phiền não nó là cái nhân, cái cội nguồn, cái gốc rễ dẫn tới đời sống luân hồi. Nhưng mà chính cái trí tuệ này có cái khả năng để cắt trừ, đoạn trừ phiền não, thì cái vị thánh đó, bậc thánh nó mới có thể là chấm dứt được luân hồi, chấm dứt được sự khổ đau. Như vậy thì con nghĩ rằng trong bát chánh đạo đó, thì nó có sự hỗ trợ cho nhau, không thể thiếu, và không thể thiếu, không thể chỉ nói có chánh kiến, chánh tư duy, hay là không thể nói có chánh ngữ, chánh nghiệp không, hay là chánh mạng không, hay là chỉ có chánh niệm không. Bởi vì cái tâm không an tịnh, cái sự hành vi của mình không được tốt, thì cái tâm của mình không thể nào có được sự an tịnh. Mà cái tâm không có được sự an tịnh thì không thể có được cái tuệ giác sanh khởi để đoạn trừ những phiền não được. Thì đây cái ý con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Có điều chưa đủ thì con kính thỉnh Hòa Thượng bổ túc thêm. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú kính chân thì tổ học từng với cô thảo luận vừa rồi. Thưa quý Phật tử, qua những gì mà Thượng tọa Pháp Đăng và Thượng tọa Pháp Tinh trình bày đó, một lần nữa chúng ta cần nhắc ở đây một điều là chúng ta đừng xem nhẹ chánh tư duy và tà tư duy, chúng ta đừng xem nhẹ, bởi vì thật ra cái chánh tư duy và tà tư duy đó là những điều liên quan trực tiếp đến cái tâm thái của chúng ta. Và cái tâm thái của chúng ta mà được tốt đó, thì mình có thể làm rất nhiều việc tốt. Ngay cả trong kinh Đức Phật dạy rằng, ví dụ mình làm một cái lễ trai tăng hay lễ cúng dường để bố thí, mà mình làm với cái tâm trong sạch đó, thì cái phước nhiều hơn là tâm trong không trong sạch. Và trong đời sống hàng ngày, như một vài cái sinh hoạt quý Phật tử nghe Pháp buổi sáng và hay là buổi tối vào trong lớp Phật Pháp của Đại Thầm Mà, chúng ta nghe Pháp. Và nếu chúng ta nghe Pháp mà với cái tâm không có bị chi phối bởi tà tư duy đó, thì mình nghe mình cũng thấy hạnh phúc, nghe cũng cảm thấy dễ thu nhận hơn. Quý vị hỏi là mình nghe Pháp mình có gì đâu tà tư duy. Chúng ta lấy một ví dụ là đôi khi chúng ta hay tìm lỗi, tìm lỗi của vị MC, tìm lỗi của một cá nhân A, cá nhân B, hay của chư vị giảng sư v.v. Khi mà chúng ta có cái óc phê bình mà phê bình một cách khó chịu đó, thì chúng ta lại đánh mất đi những thứ khác. Dạ, đánh mất đi những thứ khác. Ở đây chúng tôi không nói là quý vị không cần phân biệt. Chúng ta có thể phân biệt là cái gì mình có thể học được thì lấy được, nhưng mà chúng ta làm sao mà với cái tâm rất là cởi mở, rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng. Chúng tôi để ý thấy một điểm thú vị là có một vài cái phiền não trong tâm tư của mình đó, nó khiến như chúng ta ngăn lại rất là nhiều điều. Ví dụ như bây giờ một vị giảng sư nói một bài pháp có nhiều điểm mà chúng ta có thể thu nhặt được, nhưng mà không, chúng ta lại dám phê bình một chuyện nào đó, vì đó hay có khuyết điểm này, khuyết điểm kia, nhưng mà chúng ta quên rằng khi vị đó thuyết giảng đó 10 câu thì cũng một hai câu lợi lạc chúng ta. Và trong cuộc sống hàng ngày đó cũng như vậy, cái tâm mà tiêu cực ấy, thì khiến chúng ta đổ dễ phê phán, dễ bực bội, nhưng mà cái tâm tích cực ấy, nó sẽ dẫn chúng ta đến thái độ cảm kích cuộc sống hàng ngày.
và nhiều điều cảm kích lắm, bởi vì mình thấy rằng có những người sống mà tại sao thường có những cái trục trặc với người người bạn đời của mình như vợ hay chồng, tới khi mình ly dị rồi đó, mình trở về cuộc sống cô đơn, cuộc sống trống trải thì mình thấy thiếu người vợ, thiếu người chồng, mình thấy mình mất mát nhiều. Nhưng mà phần đông chúng ta hay than phiền, hay bực bội. Và chúng tôi nhớ hồi xưa có một lần chúng tôi sang bên Thái Lan và chúng tôi rất là ngạc nhiên khi nghe Ajahn Pasno dẫn nguyên một nhóm 60 mấy vị sư đi ở đầu đà trong rừng. Thì ở trong rừng thứ vì mỗi ngày như vậy đó, chúng tôi phải xuống dưới làng, xuống làng rồi đi khất thực. Ngài có chỉ trước là Ngài đã thông báo cho người ở trong làng trước là bao nhiêu chư tăng về, có bao nhiêu con đường đi thì Ngài chỉ trước. Thì khi đi xong về tập hợp lại cái phước xá để cùng nhau thọ trai, dùng cơm xong rồi Ngài nhắc nhở một vài điều. Thì ngày đầu tiên đến đó thì Ngài có một điều nhắc nhở. Ngài nhắc nhở là mình đi chung ở trong một nhóm đi đầu đà đó. Thì một việc rất là đáng sợ đó là cái chuyện mà tìm lỗi với nhau hay là phê bình với nhau. Tìm lỗi. Thì chúng tôi nghe chuyện đó rất là lạ là ủa, mình đến đây mình tu tập về ở rừng mà có chuyện gì đâu mà phải nhắc nhở cái chuyện mình tìm lỗi với nhau, mỗi người ở một liều. Nhưng mà quả thật sau thời gian ngắn á, thì nó lại có một cái chuyện là người này than phiền người kia, người than phiền người nọ đó. Và mình mới thấy rằng tại sao Ngài phải nhắc như vậy. Bản thân của chúng tôi đó, rất nhiều lần đưa quý Phật tử đi hành hương ở Ấn Độ. Và trong tâm tư ban đầu chúng tôi nghĩ rằng mình là người con Phật, về đến xứ Phật thì mình lo lễ bái, lo cúng dường, mình lo tạo phước, chứ bây giờ nghĩ chuyện phiền hà nha để làm gì. Nhưng mà lâu ngày thì cái kinh nghiệm cho chúng tôi thấy rằng phải nhắc trước mọi người là làm sao khi mình đi hành hương, cái tâm mình bớt đi cái chuyện thị phi, bớt cái chuyện phê phán người này người kia, những cái chuyện mà lên xe bus người ngồi chỗ này người dành chỗ kia, khi mà đi từ khách sạn ra xe bus kẻ đi sớm người đi trễ vân vân, nó cũng là vấn đề phiền não. Và đời sống của một cái người tu tập, một người rộng mở qua ra là làm sao chúng ta đi xuyên qua một ngày 24 giờ đồng hồ mà ít có vướng vấp, ít có cái chuyện mà dính mắc, hay là ít cái chuyện mà bực bội, hay ít cái chuyện hận thù. Và chúng ta rất dễ rơi vào trường hợp đó. Đừng coi thường những điều này. Đức Phật không phải tự nhiên vô cớ mà Ngài dạy rằng chánh tư duy là một ở trong 8 chi phần của chánh đạo. Không phải Đức Phật vô cớ khi mà Ngài nhắc là chánh tư duy là gì? Là không có dục tư duy, không sân tư duy, không hại tư duy. Bởi vì những điều này nó chi phối và chi phối chúng ta rất nhiều, rất thường trong cuộc sống này. Và thưa quý vị, cũng như lời trình bày của Chư Tăng đó, hồi nãy rất là thú vị là Thượng Đạo Tân có nói rằng không phải là mình bình thường mình không có tài tư duy đâu, nhưng bình thường đó, mình không có tu tập, mình thiếu chánh niệm, thành ra mình không thấy được. Hoặc giả là sống mình đó, mình muốn cái gì mình chiều theo cái đó, nên mình không thấy được những cái ngổn ngang trong tâm tư của mình. Một khi mình tu tập á, thì thời gian đầu do cái ý thức của mình về bản thân của mình, ý thức mình về nội tâm, và chúng ta thường nhìn nội tâm hơn, mình mới ngạc nhiên thấy rằng ô sao lúc này mình có nhiều cái tâm tư mà nó đủ thứ như vậy, và nó tạp nhạp như vậy, tạp niệm như vậy. Nhưng mà thật ra trước kia mình cũng có để ý, nhưng mà khi càng để ý thì càng thấy nhiều. Ví dụ như là buổi sáng tại sao thức dậy mình không có nghe pháp, buổi sáng thức dậy tại sao không tụng kinh, buổi sáng thức dậy mà không nghĩ những ý tưởng gì tốt, mà buổi sáng thức dậy nhớ chuyện ông này bà kia, người này người kia, chuyện thị phi thế sự. Và chúng tôi thưa quý vị một điều rằng không có thời đại nào mà những cái tạp niệm nó dễ sanh khởi như là thời đại mà truyền thông ngày hôm nay. Dạ, một ngày quý vị thấy là chúng ta có một cái cửa sổ. Cái cửa sổ đó là gì? Cửa sổ đó là cái mạng Internet. Dạ, và Internet mở cho chúng ta một thế giới. Nhưng mà cái thế giới đó là thế giới hỗn tạp, vàng thao lẫn lộn đủ thứ hết. Thì Internet nó có cho chúng ta một số cái tốt, nhưng mà đa số là cái gọi là nó tạo nên cái tạp niệm. Thì chúng ta sống trong thời gian này phải cẩn thận. Ví dụ như mình cảm thấy rằng buổi sáng thức dậy mà mình vào coi tin tức liền, đọc email liền, hay là coi YouTube liền, tâm tư nó không có được, nó không có an lạc, nó không thanh thản, thì quý vị mình không có cấm mình hoàn toàn, nhưng mà nên làm việc buổi trưa buổi chiều. Buổi sáng thức dậy mình phải bắt chước ông bà mình,
và bắt chước bà mình rửa mặt xong có cái tâm thư giãn lại Phật một chút, có tâm thư giãn ngồi niệm tâm từ chút, có tâm thư giãn đó mình làm việc gì ở trong nhà hay là vào trong lớp học nghe pháp, đọc tăng kinh, cái sự khởi đầu của một ngày như vậy đó. Và chúng ta thường tìm đem cái ý thức, thường đem ý thức trở về với bản thân của mình, mình đang nghĩ gì, đang làm gì. Đặc biệt là nếu chúng ta thường niệm hơi thở là cái nền, nhìn hơi thở thì chúng ta cảm nhận được ngay rằng bữa nay cái khả năng tập trung mình nó tốt, bữa nay sự tập trung mình nó yếu, bữa nay chánh niệm mình mạnh, bữa nay chánh niệm mình không mạnh, mình hiểu rõ cái tâm của mình. Cái ý thức đó, nó sẽ khiến cho chúng ta dùng thân tâm